âm um, trói lọi hỏa quang vang vọng tại toàn bộ thú vương sơn trên không chiếu một mảnh trong suốt chính trong rừng cấp tóc chạy hoàng phủ thanh thiên đột nhiên trệ trệ thân thể quay đầu nhìn đến trên mây lên cái kia vẻn vẹn chỉ có một đóa rực rỡ pháo hoa mi đầu nhịn không được chăm chủ nhân lại tới ác à ma này cuối cùng đem bi săn ánh mắt chằm chằm đến buồn công tử trên thân bất quá khóe miệng đột nhiên xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị hoàng phủ thanh thiên trong tay hung hăng nắm nắm hai khối như máu đỏ thẫm tinh thạch trong mắt lóe lên một đạo đắc ý tinh quang hắc 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 bất quá đã muộn xa xa nhìn xem phía trước đường đi hoàng phụ thanh thiên thở sâu tiếp tục hướng phía trước phi nước đại trên mặt một mảnh trí tuệ vững vàng vẻ hưng phấn giờ này khắc này hắn đã thu hoạch được hai cái lửa hình trận chìa khóa cửa mà lửa hình trận môn ngay tại cách hắn cách đó không xa địa phương lấy tốc độ của hắn chưa tới một canh giờ liền có thể đến tới thế nhưng là nhìn vừa mới chắc phòng tín hiệu phát ra vị trí lại là cách hắn rất xa lấy hắn đoán chừng bây giờ chắc phòng trọng thương tại thân là vạn vạn đuổi không kịp hắn cái này đào vong trò chơi thắng lợi sau cùng cuối cùng vẫn là hắn cái này thiên mệnh sở quy vương giá ha 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 u vũ sơn ngươi làm rất tốt thế mà có thể đem ác ma này kéo thời gian dài như vậy bổn công tử chạy thoát về sau con thật phải cảm tạ ngươi một phen mới là khuế miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong hoàng phủ thanh thiên cười lạnh liên tục có điều đây cũng là thiên ý ngươi có thể làm gốc công tử hy sinh cũng coi như chết đúng chỗ bổn công tử của nhiên là tránh thức vương giả liền ông trời đều giúp ta ha 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 không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng hoàng phủ thanh thiên tốc độ không giảm nhưng là trên mặt lại là càng thêm tiêu căng tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều phảng phất là thượng thiên an bài tốt vốn là chắc phàm có thể tùy tiện đem hắn giết tuy nhiên lại không biết cái nào gân không đúng làm ra như thế một cái trò chơi tử vong mà tại cái trò chơi này bên trong chắc phàm giết hai người lại vẫn cứ đem hắn đặt ở cái thứ ba con trống không nhiều thời gian như vậy sắp để hắn chạy khỏi nơi này đây rõ ràng cũng là thượng thiên che chở để hắn cái này tránh thức thiên mệnh sở quy vương giả sống sót nhất thống thiên hạ kỳ tích nghĩ tới đây hoàng phủ thanh thiên trong mắt ngạo sắc càng sâu suy cười ra tiếng chắc phàm lần này bổn công tử trước hết để ngươi thắng một hồi bất quá bổn công tử là chân chính vương giả ngươi sớm muộn hội chết trong tay ta đến lúc đó hừ 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 trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý hoàng phủ thanh thiên lại thêm ba phần khí lực dưới chân càng nhanh mấy phần bạch hơn nửa canh giờ về sau một đạo hắc ảnh lấy qua hoàng phủ thanh thiên theo một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ chạy trốn tới một đạo đỏ thẫm thủy tinh cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt mà bốn phía không có có một tí xúc động tính trong mắt không khỏi sáng lên hoàng phủ thanh thiên không khỏi đại hỉ vu sắc quả nhiên tiểu tử kia còn đến không kịp đuổi kịp hắn lần này là hàn thắng mà trần quốc thạch trước mọi người nhìn đến hoàng phủ thanh thiên cái thứ nhất đến lửa hình trận môn trước cũng không khỏi sắc mặt giật mình cùng nhau nhìn sang chẳng lẽ chắc phàm chưa kịp đuổi kịp hắn, tiểu tử này muốn thắng sao? trong lúc nhất thời, mọi người bắt giác trong lòng chợt cảm thấy có chút đáng tiếc, không chỉ là hoa vũ lâu chờ một phái mọi người, liên đế vương môn phía dưới đông đảo phụ thuộc gia tộc cũng là âm thầm nắc đầu thở dài. vốn là chắc phàm ngay từ đầu giết bốn người, liền đã đại hoạch toàn thắng, lại muốn từng cái từng cái tra tấn, sau cùng ngược lại để cái này kẻ cầm đầu chạy, lại là làm cho người ngăn không được tiếc hận. bất quá, đây cũng không phải là la hoàng phủ thanh thiên đến cỡ nào nhận người ghét hận, mà chính là mọi người thật sự là vì chắc phàm đáng tiếc đun sôi vịt bay mặc cho ai tâm lý đều cảm giác khó chịu trong lúc lờ đáng mọi người tự hồ cũng tâm hưởng chắc phạm chỗ đó vậy đại khái chính là cường giả lực thu hút đi lãnh vô thường dường như đã nhìn ra điểm này mày nhớ lại càng thêm thâm trầm cứ theo đà này chắc phạm triệt để tan giã để vương môn ngàn năm hy vọng tích lũy cũng bất quá là sớm muộn sự tình thế nhưng là để vương môn các vị cao tầng lại là còn không có phát hiện vấn đề này chỉ là nhìn đến đại công tử lập tức liền muốn thoát hiểm bất giác đều là hưng phấn dị thường dù nói thế nào hoang phụ thanh thiên cũng là ngàn năm qua khó được tuyệt thế thiên tài cho dù là bọn họ để vương môn cũng vạn vạn đến không nổi à tốt chỉ cần đem cái này hai khối tinh thạch cắm đi vào là được từng ngụm từng ngụm thở hổn hển hoang phủ thanh thiên chậm rãi đi vào lửa hình trận môn trước trong mắt lóe lên dị dạng hào quang nhìn lấy trận môn lúc trước hai cái lỗ khảm không nói hai lời liền hung hăng cắm đi vào ông một cố vô hình ba động bỗng nhiên phát ra một đạo đỏ thấm quang trụ đột nhiên phóng lên tận trời thẳng lên cửu tiêu vân đoan kinh ngạc nhìn cột sáng kia ngơ ngác hoàng phủ thanh thiên không khỏi lộ ra một tia tự đắc nụ cười ha 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 chắc phàm là bổn công tử thắng bổn công tử lập tức liền muốn an toàn trở về đế vương môn các vị trưởng lão cũng là trở nên kích động chăm chú nhìn cái kia trấn quốc thạch phương hướng hai mắt đỏ bừng hưng phấn mà run run tàu nếu như đây là song hướng truyền tống chặn lời nói bọn họ thật hận không thể lập tức đi vào đem hoàng phủ thanh thiên cho kéo qua đại công tử ngài cũng đừng đắc chí tranh thủ thời gian trở về đi bắt quá vương giả cũng là vương giả cho dù là chật vật chạy trở về cũng phải chú ý cái dung mạo dáng vẻ cũng phải để ý cái phô trương phong độ thật sâu hút khẩu khí hoàng phủ thanh thiên cũng không nóng nảy dù sao sinh môn này ở chỗ này hắn chỉ cần một cái dậm chân thì có thể vào Kết quả là, làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Thậm chí để những cái kia để vương môn trưởng lão đều nhất thời hận để nghiến răng nghiến lợi một màn xuất hiện. Tại bước vào cái kia đạo hồng quang trước đó, hoàng phủ thanh thiên vậy mà bắt đầu sửa sang lại chính mình dơ giấy bẩn thỉu tóc lộn xộn quần áo. Còn có cái kia mấy ngày liên tiếp một mực chạy trốn, mỏi mệt không chịu nổi khuôn mặt. Cũng tốt hảo chỉnh túc một phen, tự hồ nhất định phải để chính mình nhìn qua vẫn như cụ ung dung hoa quý. Khải hoan mà về giống như, thấy tình cảnh này, để vương môn các vị trưởng lão nhịn không được cùng nhau run rẩy gương mặt nhìn về phía hoàng Phụ thanh thiên ánh mắt thật hận không thể xông đi lên đánh cho hắn một trận đại công tử mày bình thường coi trọng cái phái đoàn khí thế cũng liền thôi thế nhưng là như thế bước ngoặt nguy hiểm mày tánh mạng đều nhanh khó giữ được con coi trọng cái này phái hư vinh hóa trang có phải hay không quá làm hư mai cái này lại còn là chết tại thú vương sơn lời nói cái kia nhất định chính là chính ngài tìm đường chết đế vương môn tất cả trường lão một trận bất đắc dĩ trong lòng thầm than thế nhưng là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra trong lòng bọn họ một câu bực tức lại thật trở thành vị này đại công tử trước khi chết nguyền rủa thật dài phun ra một mụn chọc khí hoàng phủ thanh thiên cuối cùng là để cho mình dáng vẻ khôi phục lại thường ngày phong lưu phòng khoáng bệ nghẽ thiên hạ cái này mới chậm giải phóng ra ung dung tốc độ vinh váo tự đắc hưởng cái kia lửa hình trận môn đi đến giống như hắn mới là lần này bách ra tranh minh người thắng lợi một dạng thế mà đúng vào lúc này một tiếng sấm rền lại là đột nhiên nổ tung giữa trời ngưng hét lớn một tiếng chợt vang hoàng phủ thanh thiên di chuyển một cái chân nhất thời chính là quỷ dị bắt đầu vặn vẹo bộc phát ra một trận xương máu hắn thân thể còn chưa kịp tiến vào cái kia hồng quang bên trong, lại là tại bất dứt đau đớn dưới, không tự chủ được quẳng xuống. trong mắt nhịn không được có lại có lại, hoàng phủ thanh thiên trong lòng hoảng hốt, không có quay đầu, cũng đã nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân, chắc phàm. không khỏi trong lòng kinh hãi, hoàng phủ thanh thiên vạn vạn không nghĩ đến, lấy chắc phàm cái kia một thân thân thể bị trọng thương, thế mà nhanh như vậy thì đuổi theo. kể từ đó, nếu là lại bị hắn bắt, chính mình chẳng phải là muốn bỏ mình tại chỗ? vậy mình vừa mới một phen về gượng ép vốn là biểu hiện chỗ hắn biến không sợ hãi vương giả khí độ nhưng cứ như vậy chẳng phải biến thành như thằng hề sao vừa nghĩ đến đây hoàng phủ thanh thiên bất giác khe cắn môi tại thân tử còn chưa triệt để ngã xuống trước đó cái chân còn lại hung hăng tại trên mặt đất một bước đụng một tiếng lên thẳng tắp hường cái kia hồng quang phóng đi hắn phải sống sót không chỉ có là vì tánh mạng còn có hắn vương giả tôn nghiêm hắn tuyệt không thể tại người khác chế diễu bên trong chết đi hắn muốn trở thành sau cùng bên thắng thiên thu vạn đại bị người cùng bái thế nhưng là tại hắn lập tức liền muốn xông vào cái kia hồng quang bên trong triệt để chạy khỏi nơi này trước đó hư một tiếng một đạo hắc ảnh lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống đụng một tiếng nện ở hắn trên sống lưng lúc này đem hắn nện xuống mặt đất một mét trong vòng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi mà hắn một ngón tay chỉ ké một ly thì có thể đụng tới cột sáng kia nhưng chính là cái này một ly hắn cũng rốt cuộc tiến lên không chút xíu khoảng cách đại công tử đế vương môn tất cả trưởng lão không khỏi cùng nhau kêu lên sợ hãi hoàng phủ thanh thiên nhìn lấy gần trong gang tất sinh môn đúng là nhắc không nổi một bước lại là mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng chắc phàm ngồi tại hoàng phủ thanh thiên trên thân nhích miệng lộ ra một bộ lạnh lẽo nụ cười miệng lớn thở mấy hơi thở hồng hộc về sau cười nhạo nói hoàng phủ thanh thiên cuối cùng bắt được ngươi vừa mời kém chút để ngươi nhà chạy vậy lão tử nhưng là bồi đại phát hắc 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 chắc phàm xa như thế khoảng cách ngươi làm sao có thể đuổi được Hoàng Phụ Thanh Thiên quay đầu nhìn một chút áp ở trên người hẳn bóng người, hung tợn mắng. Thế nhưng là lời nói đến nửa đường, lại là không nói, bởi vì hắn đã minh bạch hết thảy. Sau lưng Trác Phàm, một cái tử sắc cự điều chậm rãi hạ xuống. Nghiêm phục theo trên lưng nói này xuống, đi vào Trác Phàm bên người. Trác Phàm cười lạnh, thản nhiên nói: Hiện tại ngươi minh bạch đi, lão tử tuy nhiên không có lôi vân dực, nhưng còn có một cái lôi vân tước mà lôi vân tước nó lấy tốc độ tăng trưởng muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp ngươi cũng không phải là không được trong mắt nhịn không được co lại co lại hoàng phủ thanh thiên bất đắc dĩ ai thán một tiếng hắn làm sao đem việc này cấp quên tiểu tử này còn có một con linh thủ có thể thay đi bộ cho nên tại hắn ngay từ đầu liền đánh giá sai tiểu tử này tốc độ còn hoa nhiều thời gian như vậy tới chỉnh lý lại dáng vẻ sớm biết như thế hắn chắc là một ở đây liền trực tiếp mở ra trận môn trở về cái kia cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy nhưng bây giờ như vậy hắn tại tất cả mọi người trước mặt làm bộ làm tịch sau cùng làm chết ở chỗ này một màn lại muốn bị thiên vũ tất cả gia tộc trẻ diễu không ngừng nghĩ tới đây hoàng phủ thanh thiên tiếng buồn bã liên tục lắc lắc đầu nói chắc phàm đã bổn công tử lại rơi xuống trong tay ngươi ngươi thì giết ta đi bắt quá bổn công tử chính là thiên mệnh sở quy vương giả cho dù chết cũng mời cho ta một cái thể diện kiểu chết ánh mắt hơi hơi mị mị chắc phàm thật sâu liếc hắn một cái lại là cười lạnh thành tiếng hư muốn thể diện kiểu chết có thể à lão tử nhất định khiến ngươi có cái lớn nhất thể diện kiểu chết tiếng nói vừa dứt Chắc phàm đột nhiên cúi người xuống, cắn một cái tại lỗ tai hắn lên, sau đó bỗng nhiên xé rách xuống tới. Anh, một tiếng thê lương chu lên phát ra, hoàng phủ thanh thiên mắt hiện kinh khủng, vội la lên. Chắc, chắc phàm, người muốn làm gì? Làm gì? Hừ hừ hừ, ngươi không phải một lớn nhất thể diện kiểu chết ta, à? vậy lão tử liền thanh toán ngươi, đem ngươi hải cốt chôn ở lão tử phủ tạng bên trong, cái này có thể so sánh chôn xương thâm sơn thể diện nhiều a. À? Chắc phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tàn mắt ra khát màu ánh sáng thế nhưng là mọi người nghe thấy lời ấy lại là cùng nhau quá sợ hãi chẳng lẽ nói cái này trùng thiên mà lòng chắc phàm muốn đem cái này trấn thiên để vương long hoàng phủ thanh thiên sống sờ sờ cắn không chết được sao vừa nghĩ đến đây mọi người tâm liền ngắn không được phát lại cái này xem như đối với địch nhân tả nhấn nhất thủ đoạn ăn người á hoàng phủ thanh thiên cũng là nghe vậy biến sắc quay đầu nhìn qua lại chính gặp chắc phàm đem hẳn cái kia lỗ tai cắn rơi nôn tại trên mặt đất bất giác mặt hiện hoảng hốt hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chắc phàm đối với hắn tử hình đúng là như thể ăn sống nuốt tươi cái này mẹ nó đừng nói tôn nghiêm quả thực liền thân làm người tư cách đều đánh mất hầu như không còn đối với đem vương giả tư chất đem so với ai cũng nặng hoàng phụ thanh thiên tới nói cái này có thể nói là kinh khủng nhất kiểu chết thậm chí sau lâm toàn phong cùng u vũ sơn chết càng khủng bố hơn được nhiều chắc phàm ngươi ngươi ác ma này ngươi dám thôn phệ ta hoàng phủ thanh thiên trầm mắt bất giác co lại có lại kinh sợ lên tiếng khóe miệng hơi hơi một phát bên miệng còn mang theo hoàng phụ thanh thiên bị cắn súng đoạn mà thôi chảy ra vết máu chắc phàm chóng mắt bắt giác ngưng tụ dân hiện ra điên cùng về dữ tợn đúng ngươi nói không sai vốn là lão tử còn đang suy nghĩ như thế nào đưa người tra tấn mới có thể để cho ngươi thống khổ nhất thế nhưng là cuối cùng vẫn quyết định phải dùng loại phương pháp này kết ngươi đây không phải thống khổ nhất hình phạt u vũ xuân chết sau ngươi thống khổ gấp trăm lần đây cũng không phải là lớn nhất khuất nhục hình phạt lâm toàn phòng chết do người biệt khuất nhiều thế nhưng lạ đối người cái này hại chết ngưng nghi thủ phạm lão tử hết lần này tới lần khác cho người lựa chọn cách chết này người biết tại sao không ha 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 bởi vì thì cách chết này để lão tử thống khoái nhất ăn sống thịt sinh u máu chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi một số lão tử đối người nhà thật sâu thống hận để lão tử trong lòng phẫn nộ lắng lại một số tiếng nói vừa dứt chắc phàm lần nữa cắn một cái đi xuống nhất thời liền đem hoàng phủ thanh thiên cái cổ đằng sau nghiêm chỉnh khối thị đoàn cứ thế mà cắn xuống đến Tất lên hoàng phủ thanh thiên đao đến ngửa mặt lên trời kêu gào trong mắt lệ quang tràn lan da mặt ngăn không được co rúm lên một bên nghiêm phục mí mắt không khỏi run run động một cái hơi hơi lui về phía sau hai bước trấn quốc thạch trước mọi người cũng là có chút không đành lòng nhìn thẳng hơi hơi rời tầm mắt cô họng giống như có đồ vật gì chặn lấy đồng dạng muốn nôn ra một trái tim sớm đã giật mình phanh phanh trực này tựa như muốn chỉnh cái nhảy ra đồng dạng chắc phàm nói không sai sinh sinh thôn phệ hắn không phải thống khổ nhất cũng không phải lớn nhất khuất nhục nhưng là lớn nhất trần hám nhân tâm trong mắt mọi người đều lộ ra phát từ đáy lòng về sợ hãi nếu nói chắc phàm lúc trước tàn nhẫn là như là ác ma lời nói vậy bây giờ hắn trong lòng mọi người liền đã là chân chính ác ma chỉ có sở khuynh thành chờ nữ nhìn lấy đây hết thảy chẳng những không sợ hãi không sợ ngược lại một trận khổ sở bởi vì chắc phàm lúc này đối hoàng phụ thanh thiên biểu hiện ra cưu hận đến cỡ nào thâm trầm thì biểu thị hắn nội tâm đến cỡ nào thống khổ cho nên tại đau đến hắn phải dùng loại này như dã thú hành động mới có thể thoáng vuốt lên trong lòng vết thương anh chắc phàm khuế miệng xẹt qua tàn nhấn nụ cười hoàng phủ thanh thiên hai mắt nổi lên nổi gân xanh nguyên bản anh tuấn khuôn mặt lúc này cũng là cấp tốc bắt đầu vặn vẹo trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh chắc phàm bổn công tử là thiên mệnh sở quy vương giả người dám thôn phệ ta nhất định sẽ bị trời phạt hung hăng khẽ cắn môi hoàng phủ thanh thiên đột nhiên ngửa đầu hó hết nói bắt giang mỉm cười cười một tiếng chắc phàm bình chân như vậy lắc lắc đầu hắc 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 Trời phạt, lão tử một mực nghịch thiên mà đi, chẳng lẽ còn sợ cái gì trời phạt sao? Đừng nói ngươi cái này thiên mệnh sở quy, bất quá chính mình ý dâm mà thôi. Coi như ngươi thật bị thượng thiên che chở thì tính sao? Dán đối phó với lão tử, coi như cửu thiên thương khung, lão tử cũng muốn chọc lỗ thủng không thể. Nói, chắc phàm lần nữa hơi cúi thân thể, lần nữa cắn xuống. Thẳng đem hắn đau đến hàm răng đại rung động, mồ hôi lạnh ứa ra. Giống, đột nhiên, phảng phất là hưởng ứng hoàng phủ thanh thiên lời nói một dạng nhưng nghe một tiếng long ngâm vàng vọng đất trời cái kia đã bị huyết sắc phủ kín thân thể đúng là đột nhiên thả ra đầy trời kim quang chắc phàm gặp này bất giác giật mình hắn đã sử dụng huyết tẩm phong bế hoàng phụ thanh thiên toàn thân tu vi làm sao còn hội phóng xuất ra cường đại như thế năng lượng thế nhưng là sau một khắc hắn liền minh bạch hết thảy một đầu kim sắc long hồn bỗng nhiên từ hoàng phủ thanh thiên thể nội thoát ra xoay quanh trên chín tầng trời đòn lấy bỗng nhiên một cái lao xuống hướng chắc phàm bên này bay thẳng xuống long hồn hộ chủ trong mắt bất giác hơi hơi co lại co lại chắc phá mi đầu dần dần vặn thành một cái vấn đề trong lòng thầm thang, hắn làm sao đem cái này cấp quên hoàng phủ thanh thiên thân có địa mạch long hồn thời khắc mấu chốt cái này long hồn nhất định sẽ xuất hiện bảo hộ hắn mà lãnh vô thường hoàng phủ thiên nguyên bọn người gặp này lại cùng nhau lộ ra âm hiểm nụ cười bây giờ cái này chắc phàm trọng thương tại thân vốn là suy yếu địa mạch này long hồn tuy là linh thể nhưng trực kích nguyên thần hắn lại là vạn vạn ngăn không được Hô, một đạo long ảnh xẹt qua, cái kia đạo long hồn thẳng tắc xuyên qua chắc phàm thân thể, thẳng khiến đầu hắn đau xót, phốc một tiếng, nhìn không được phun ra một miệng đỏ tươi dòng máu, lại là nguyên thần đã bị thương nặng. Ha ha ha, chắc phàm, tự gây nghiệt, không thể sống. Nếu là ngươi cho bổn công tử một thông khoái, cái này tất cả mọi thứ cũng liền. Thế nhưng là ngươi cái này không quan trọng phàm phu tục tử, vậy mà vọng tưởng thôn phệ bổn công tử cái này để nhất phương giả, ngược lại gây nên long hồn phản phệ, thật sự là chính mình tìm đường chết a. À. Hoàng phủ thanh thiên nhếch miệng cười to lên tuy nhiên đã bị chắc phàm cắn xè đến vết thương trùng chất nhưng là trên mặt lại là một mảnh tốt sắc bổn công tử của niên thiên mạnh sở quy có thượng thiên che chở ha 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 phương thu bạch bọn người liếc nhìn nhau không khỏi khẩn trương bọn họ cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt tiệm mạch này long hồn lại thật sẽ xuất hiện hộ chủ chẳng lẽ nói cái này hoàng phụ thanh thiên thật có thiên tử chi tướng làm cho cái này long hồn cũng khăng khăng một mực duy trì tại hán chỉ có chắc phàm khinh thường bữu môi nhìn lấy cái kia long hồn tại trên mây quay quanh một vòng về sau lần nữa hưởng hắn vót tới hai con mắt bên trong một đạo lãnh mang nhất thời lể qua Hừ, chỉ là một đầu địa mạch tinh linh nhiệt xúc cũng dám cùng bản hoàng đối đầu cổ thực muốn chết vừa mới nói xong chắc phàm cái chán bỗng nhiên lấy ra một nón ngọn lửa màu xanh sáng rực thiêu đốt ngay sau đó cái kia đạo thanh viêm càng lúc càng lớn sau cùng hóa thành một cái thanh sắc hòa điểu dương cánh bay lượn trên mây hướng về kia chỉ ngây ngóc vọt tới kim sắc long hồn không tọa đành tới mà cái kia long hồn thấy một lần cái này thanh viêm hòa điểu bắt giác kinh hãi thân thể không lý do run run liền muốn quay người chạy trốn thế nhưng là hết thảy đá muộn cái kia thanh điểu trong trước mắt liền đuổi kịp nó hai cái hiện ra sáng rực xì diễm mỏng vuốt không chút nào dừng lại nhất chào bắt lên nó cái kia thân rồng giống như bắt con run đồng dạng đưa nó bắt trở lại nó lại không có chút nào nửa phần sức phản kháng chỉ có thể kêu gào một tiếng co rúm lại lấy bị cái kia thanh điểu mang về đến trác phàm bên người thấy tình cảnh này tất cả mọi người bất giác trong nhé mắt mắt trợn tròn nhìn lấy trác phàm phương hướng một mặt mờ mịt bị trác phàm áp tại dưới thân hoàng phủ thanh thiên càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch thật lâu không phát ra được một câu đây là có chuyện gì đây chính là địa mạch long hồn à khắp nơi vương giả làm sao lại bị trác phàm thả ra một cái thanh điểu dễ dàng như vậy thì hàng phục đâu tiểu tử này thể nội cố nhiên cũng có kỳ vật mà lại sao hoàng phủ thanh thiên địa mạch long hồn còn lợi hại hơn nhiều à trong mắt không khỏi ngưng tụ phương thu bạch hét lớn một tiếng liên tục tán thưởng nhìn về phía chắc phàm ánh mắt càng hiện kinh dị địa mạch này long hồn đã là thế gian khó được kỳ vật đế vương biểu tượng nhưng vạn vạn không nghĩ đến chắc phàm trên thân thế mà còn có lợi hại hơn tồn tại thật sự là không thể tưởng tượng tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì à rõ ràng đến từ một cái tam lưu thế gia nhưng toàn thân cao thấp đều là bảo bối khiến người ta nhìn không thấu ra các trường phòng cũng là khẽ vuốt râu dài nhìn lấy chắc phàm phương hướng trong mắt tinh quang rạng rỡ chỉ có đế vương môn chờ cả đám các loại sắc mặt càng thêm âm trầm chắc phàm biểu hiện càng thêm cường thế đối bọn hắn uy hiếp cũng lại càng lớn riêng là hiện tại Liên địa mạch long hồn dạng này vương giả biểu tượng đều bị hắn tùy tiện hàng phục vậy nói rõ cái gì đó chỉ có thể nói hắn là tại thiên địa tán thành vương giả phía trên tồn tại vừa nghĩ đến đây đế vương môn mọi người trong lòng liền càng thêm oán hận phần ớt đối chắc phàm sát ý càng sâu lúc này chắc phàm đã không chỉ là một cái tiềm lực to lớn đối bọn hắn có chút uy hiếp tiểu quỷ mà là chân chính không sợ thiên uy có thể nghịch thiên cái mệnh quái thai xem ra cần phải tìm cái thời gian đi thỉnh giáo một chút đại tế ti tiểu tử này đến tối cùng là lai lịch gì mà ngay cả địa mạch long hồn đều muốn cúi đầu xưng thần nhớ may hoang phủ thiên nguyên nhịn không được thở dài lãnh vô thường quay đầu thật sâu liếc hắn một cái cũng là khẽ gật đầu trên mặt làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính coi như hắn lãnh vô thường thần toán vô địch cũng chỉ có thể tính toán nhân tâm mà không thể tính thiên ý đối với tránh thức thiên mệnh sở quy người vô luận hắn lại thế nào thiết kế hãm hại cũng có thượng thiên che chở khắp nơi có thể biến nguy thành an tuyệt sử phùng sinh cho nên đối với những thứ này cùng thiên cơ tương quan người hắn là không muốn xuất thủ mà hoàng phủ thanh thiên có thể bị long hồn nhận chủ rất hiển nhiên cũng là cùng thiên địa tương quan người cho nên đế vương môn mọi người thậm chí chính hắn đều gọi mình là trời mệnh sở quy cũng không phải là tự ngạo ý dân thái độ mà chính là đúng như này riêng là điểm này lúc trước cũng được đến tứ trụ thứ ba có thể có thể phá thiên cơ thiên vô đại tế ti mịt mờ tán thành thế nhưng là giờ này khắc này thiên mệnh chi nhân hoàng phủ thanh thiên lại bị trác phản thôn phệ còn liên hộ thân long hồn đều bị hàng phục lại là khiến người ta càng thêm thật không thể tin chẳng lẽ tiểu tử này cũng là thân có vương giả tư chất thiên mệnh chi nhân vẫn là cùng thiên địa có càng mạnh liên quan tồn tại trong lúc nhất thời lãnh vô thường nhìn về phía trác phàm ánh mắt một trận mê mang trong lòng cuối cùng sinh ra tránh thức vẻ kiêng rè hoàng phụ thanh thiên quay đầu nhìn lấy cái kia thanh điều ngậm năng hồn dần dần trở về lại là ngăn không được mà ngạc nhiên lên tiếng chắc phạm ngươi ngươi đến tôi cùng là thần thánh phương nào vừa mời ta nghe người tự xưng bản hoảng ngươi cái này chuyện không liên quan ngươi ánh mắt không khỏi lạnh lẽo chắc phạm khinh miệt nói ngươi chỉ cần biết rằng một chút liền tốt đắc tội lão tử là ngươi kiếp này sai lầm nhất nói chắc phàm liền không khỏi giải thích trong nháy mắt cúi người xuống duỗi tay ra liền đem hắn yết hầu toàn bộ cắt đứt chỉ một thoáng máu tươi dâng trào, quân cuộn không ngừng. Hoàng phủ Thanh Thiên trong mắt co rụt lại, đột nhiên cảm giác chính mình sinh mệnh lực tại cấp tốc sói mòn, mà lại nói đạo kim sắc khí thể, cũng không ngừng tiêu tán đi ra, hướng chắc phàm trên thân chảy tới. Cùng lúc đó, Thanh Điều nắm lấy Long hồn trở về, lại là đúng lúc gặp phải cái kia kim sắc khí thể tại chắc phàm trên thân lưu chuyển. Bắt giác trong mắt ngưng tụ, bỗng nhiên bung ra mỏng vuốt, bỗng nhiên, Long hồn một đạo trường ngâm, lần nữa khôi phục tự do, nhưng là lần này, nó lại không tiếp tục công kích chắc phàm, ngược lại tại chắc phàm quanh người xoay quanh hai vòng vây quanh cái kia kim sắc khí thể lưu chuyển sau đó bỗng nhiên chui vào chắc phản thân thể giống nhịn không được một trận long mơ ngửa mặt lên trời gào rú lên tiếng chắc phàm còn không có cảm thấy xảy ra chuyện gì dĩ nhiên đã toàn thân thả ra hào quang ông ánh cái kia thanh điểu lộ ra một bộ vẻ vui mừng khẽ gật đầu đột nhiên lần nữa chui vào chắc phản thể nội mà hoàng phủ thiên nguyên bọn người gặp này lại là nhịn không được hoảng hốt lên tiếng quân vương đổi chỗ long hồn nhận chủ thiên địa kinh biến giống lại là một tiếng long ngâm gào rú mà ra chắc phàm toán thân cao thấp ánh sáng màu vàng đại thịnh nhị không được ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh trấn ngàn dặm hoàng phủ thanh thiên vô lực ngã trong vũng máu lại là càng phát ra suy yếu nhìn lấy cái kia đầy dễ kim quang càng là ngăn không được lộ ra vẻ không cam lòng trong lòng một trận hò hét cái kia đó là ta vương người tứ chất chắc phàm ngươi cho ta trả về trả về thế nhưng là hắn cổ họng đã bị chắc phàm cắn rơi lại là căn bản không phát ra được một tia tiếng vang chỉ có thể một mặt ai oán mà nhìn mình bình sinh lớn nhất kinh địch đoạt từ chính mình long hồn thu chính mình long khí trở thành một đời mới thiên mệnh vương giả cái này sao có thể thiên mệnh làm sao lại đổi chỗ ta mới là tương lai thiên vũ chi chủ long hồn sở quy không phải người không phải người trong lòng một trận đoán thầm hoàng phụ thanh thiên trong mắt lóe vẻ mờ mịt ánh mắt càng ngày càng tan rã lớn nhất sau nghiêng đầu một cái triệt để mất đi sinh mệnh hào quang đã không có sinh cơ chỉ bất quá hắn một đôi không cam lòng ánh mắt lại là thật lâu không đóng lại được mắt hiển nhiên chết không nhắm mắt mà trần quốc thạch trước mọi người đã là hoàn toàn không để ý tới mặc mặc chết oan hoàng phủ thanh thiên giờ này khắc này bọn họ tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn trác phàm phương hướng trong lòng kinh hãi không thôi chẳng lẽ nói long hồn long mạch thật có thể đổi chỗ đổi chủ sao nói như vậy đến tránh thức thiên mệnh sở quy vương giả không phải biến thành trác phàm sao âm um, âm um, đột nhiên một đạo sấm sét nổ vang toàn bộ trên mây đột nhiên ở giữa không có dấu hiệu nào tối xuống sấm sét bún động khắp nơi cũng tại kịch liệt mà run run lấy lan cho tại chỗ tất cả mọi người ngăn không được lung lay thân thể, đừng không vững gót chân. Thú vương sơn lên, tất cả linh thú cũng không khỏi có rúm lại lấy thân thể, trốn ở chính mình trong xào huyệt, không dám dò ra một chút đầu. Cho dù là ngày bình thường đáng sợ nhất sáu cấp linh thú, Sơn này khắc này tại cái này thiên địa chi uy dưới, cũng chỉ có thể co lại cái đầu không dám ra ngoài. Chỉ có chắc phàm vẫn như cũ ngửa mặt lên trời lớn lên giống, bồn phía kim quang càng thêm sáng trói lên. Thờ tướng đại nhân, đây là có chuyện gì? âm dương song lão sắc mặt kinh hãi nhìn về phía gia cát trường phong nói phong bài nhìn mọi người liếc một chút gặp bọn họ cũng là một mặt mê mang nhìn lấy hắn gia cát trường phong không khỏi thở sâu thật sâu nhìn xem trần quốc thạch bên trong chắc phàm bóng người về sau mặt sắc mặt ngưng trọng nói lão phu từng cùng đại tế ti nói qua theo hắn nói phàm là thiên địa dị động tất có kinh thiên động địa chuyện lớn phát sinh xem ra thiên vụ thật muốn đại biến lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi lại nhìn một chút trần quốc thạch bên trong vẫn tại không ngừng gào thét chắc phàm về sau trong lòng bắt giác đều là lo sợ lên chẳng lẽ nói thiên vũ đại Biến sẽ cùng người này có quan hệ một phương diện khác đế vương môn tổng bộ khóa bên trong tòa long thành đột nhiên thiên địa chấn động đem chọn cái thành trì chấn động đến lắc lư không ngừng đang lúc bế quan tu luyện đại cung phụng hoàng phủ phong lôi đột nhiên mở ra song đồng mặt hiện thần sắc đón lấy vung tay lên đẩy ra nhà đá cửa lớn nhất thời liền lao ra quát to có ai không đến tôi cùng xảy ra chuyện gì khởi bẩm đại cung phụng việc lớn không tốt long mạch bắt đầu bảo động một vị thiên huyền cao thủ vội vàng đi vào trước mặt hắn quỳ một chân trên đất vội vàng nói trong mắt bất giác co lại có lại hoàng phủ phong lôi một mặt kinh hãi cái này sao có thể ta để vương môn trấn thủ long mạch ngàn năm qua chưa bao giờ có bạo động bây giờ chính đạo long hồn bên trong có một đạo đã quất ra phong ấn làm sao có thể còn sẽ khiến bạo động nay chúng ta không biết à? chỉ là hiện tại cái kia tán đạo long hồn ngay tại đập vào phong ấn tan phá bừa bãi lợi hại chỉ là chuyển tới dư âm liền đã đánh chết rất nhiều đoán cốt thiên huyền cảnh cao thủ chúng ta sắp chịu không được mời đại cung phụng chỉ rõ con người càng không ngừng chuyển động hoàng phủ thanh thiên trao mày sau đó cắn răng một cái giống to lên tiếng chuyên lệnh xuống để đế vương môn tất cả cung phụng tiền đến phong ấn chỗ trấn áp long hồn coi như đáng lúc bế qua những lão gia hỏa kia cũng không ngoại lệ long hồn một khi phá ấn chạy ra đầu tiên gặp nạn thế nhưng là chúng ta hoàng phủ gia tộc đúng thuộc hạ minh bạch vội vã liền ông quyền người kia vội vàng đi xuống truyền lệnh hoàng phủ phong lôi cũng là không khỏi giải thích đạp chân xuống bay lên không trung hướng về phong ấn phương hướng bay đi chỉ là hắn còn là có chút không rõ vì sao địa mạch này long hồn em đẹp lại đột nhiên bạo động đâu cùng lúc đó tòa lăng thành một đạo tối tăm trong ngõ hẻm một đội người áo đen đang lẳng lặng trốn ở chỗ này nghiêm lão bây giờ đế vương môn canh phòng nghiêm ngặt chúng ta nên như thế nào chui vào đâu một vị người áo đen phát ra đáng yêu giọng nữ ngầm đầu lên lại chính là lạc gia ám ảnh đội đội trưởng lôi vũ đình không thể nghi ngờ mà đối diện nàng là cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử lại chính là độc thủ dược vương nghiên tùng thật sâu nhìn cái kia canh phòng nghiêm ngặt cửa lớn liếc một chút Cùng đế đô hoàng thành cũng kém không nhiều lắm, nhiên tùng không khỏi bắt di lắc đầu. ai, thì coi như chúng ta có ẩn khí tức đan, có thể tránh thoát đế vương môn những thị vệ kia. thế nhưng là bên trong còn có vài chục cái thần chiếu cảnh cung phụng đây, tại bọn họ thần thức lĩnh vực phía dưới, chúng ta thế nhưng là không chỗ che thân, muốn đem những người này trụ cắm đi vào, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. coi như lại khó cũng muốn đi làm, chắc phàm nói qua, ngày sau cùng bảy nhà trong chiến tranh chúng ta tình báo công tác cực kỳ trọng yếu riêng là đế vương môn còn có cái lãnh vô thường có thể sớm được biết hẳn bố trí là nơi mấu chốt lôi vỗ đỉnh trong mắt ngưng tụ bình tĩnh nói nghiêm tùng thật sầu liếc nhìn nào một cái thở dài tay vịn tròm dâu cẩn thận suy tư giải quyết kế sách đột nhiên một tiếng âm vang tiếng vang thiên địa đại biến một tầng đen nghịt mây đen hướng tỏa long thành đè xuống sấm sét vang dội cả vùng cũng đang không ngừng rung động nghiêm tùng bọn người giật mình vẫn không rõ xảy ra chuyện gì lại là cho thấy cái kia để vương môn trong phủ từng đội từng đội nhân mã đều là hướng về một chỗ nổi lên kim quang phương hướng tiền đến xuất phát người phần lớn là thần chiếu cao thủ kém nhất cũng là thiên huyền cảnh thấy tình cảnh này độc thủ dực vương không khỏi hơi hơi ngơ ngác tiếp lấy liền đại hỉ lên tiếng ha 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 thật sự là trời cũng giúp ta cái này để vương môn nhất định là ra cái đại sự gì mới có thể thần chiếu cung phụng toàn ra liền thiên huyền cảnh cao thủ cũng một cái không rơi đuổi theo lúc này xem như đế vương môn lớn nhất trống rỗng thời điểm lôi nhà đầu chúng ta lên đi tốt Lôi Vũ Đình vui vẻ, phát phát tay, liền mang theo một đám người áo đen, hướng đế vương môn trong phủ bí mật chui vào, mà bọn họ trên lưng đều là lưng cõng từng cái cao một thước túi, bên trong còn không ngừng ngọ ngoại. Cùng một thời gian, đế đô trong hoàng thành, hoàng đế ngay tại phê duyệt tấu trương, xem từ thiên vũ các nơi truyền về tình báo, lại là âm ầm trong tiếng nổ trên chín tầng trời. Mây đen bỗng nhiên đen nghịt áp xuống tới, sấm sét mãnh liệt, liền khắp nơi cũng theo ngăn không được rung động động. Cho nên tại hoàng đế phê duyệt tay vạch một cái, nhất thời đem một bản chỉnh tế dâng sứ vẽ lên hoàn toàn vết bẩn đây là có chuyện gì thiên vũ ngàn năm qua mưa thuận gió hòa sao sẽ xuất hiện như thế dung mạnh hoàng đế lắc lắc người tấu trương bị chấn động đến đây đất đều là không khỏi sắc mặt hoảng hốt đây là cảm giác có điểm xấu nhất định có chuyện lớn phát sinh có ai không nhanh đi mời đại tế ti đến báo thế mà hắn lời còn chưa dứt một tên thị vệ đã là không người đi vào trước người hắn cuối người quỳ xuống đưa tay cung kính đưa lên một tờ giấy mỏng bầm báo nói khởi bẩm bệ hạ vừa mời tế tự phủ người tới, để thuộc hạ đem cái này mai giấy viết thư giao cho bệ hạ một duyệt. Con nói bệ hạ trong lòng lo lắng, đều là tại ở đây, như còn có không rõ, cũng chỉ có thể điểm đến là dừng, không thể lại nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Mí mắt hơi hơi run run, hoàng đế vội vàng nói, nhanh trình lên, lão nhân này của nhiên là thần người hạ phàm, có thể đoạn thiên cơ, thế mà sớm đã ngờ tới thiên địa dị tượng này. Vâng, thi vệ đứng dậy đi vào trước người hắn, không người đưa lên giấy viết thư, hoàng đế vội vàng cầm qua, mở ra xem, lại là nhíu mày chỉ thấy phía trên chỉ có hành trình tiểu thơ, lại là căn bản không rõ ý. Điện Long kết thúc thiên hạ kinh, thiên long dẹp yên thế gian khó. Thiên địa song long hợp nhất chỗ, giang hà hồ hải các xưng vương. Đây là ý gì? Lão già này liền sẽ làm trò bí hiểm, không sẽ do nói sao? Ai? Hoàng đế lắc đầu, ngửa đầu nhìn lên trời, yên tĩnh suy nghĩ. Giang hà hồ hải các xưng vương. Chẳng lẽ nói, ta thiên vũ ngày sau hội tứ phân ngũ liệt, khói lửa nổ lên bốn phía. Hai mắt khẽ hít một cái, hoàng đế trong mắt bỗng nhiên lấy qua một đạo phệ nhân tinh quang. Không, chấm tuyệt không thể để loại sự tình này phát sinh. Ta vũ văn gia thiên hạ, tuyệt không thể bị quân hùng chia cắt. Hư, cái gì giang hà hồ hải các xưng vương, thiên vũ vinh viễn là một cái trình thể. Thuộc về ta vũ văn gia thiên hạ, lời vừa nói ra, hoàng đế lại nhìn về phía trên không trung cái kia tiếng sấm cuồn cuộn. Trong mắt một đạo trần trụ sát y lế qua, liền xem như trời, cũng không thể ngăn cản chấm. Thú vương sơn lên, chắc phàm ngửa mặt lên trời chu lên chín ngày chín đêm, mới vừa dừng lại. Mà trên mây sấm xét cùng đáy địa chấn chiến, khắp toàn bộ thiên vũ đế quốc cũng đầy đủ tiếp tục chín ngày chín đêm mới theo trác phàm đình chỉ dừng lại gặp tình hình này mọi người trong lòng lẫm liệt thật sâu nhìn về phía hắn minh bạch thiên địa dị biến này của nhiên là cùng trác phàm có quan hệ chẳng lẽ cái này đúng là thiên địa trao tặng vương quyền biểu tượng sao trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía trác phàm ánh mắt đều biến đến cực kỳ trở nên tế nhị riêng là phương thu bạch hắn vốn là tâm hưởng trác phàm người nhưng là bây giờ trác phàm có long hồn tại thân thiên mệnh chi tư lại là suốt ngày vũ hoàng thất lớn nhất tại uy hiếp Điều này không khỏi làm hắn tình thế khó xử, là như vậy kết cái này còn chưa dương cánh chim non. Vẫn là hồi đi thỉnh giáo một chút bệ hạ lại nói, đồng dạng khúc mắc cũng tại đầu cô chiến thiên tâm lý bồi hồi. Hắn cùng lạc gia xem như quan hệ thần thích, lạc văn hải càng là hắn thứ năm con nuôi. Hắn là tuyệt đối không thể đối lạc gia đại quản gia chắc phàm xuất thủ. Thế nhưng là, chắc phàm hiện tại lại thành hoàng thất uy hiếp. Hắn cái này đại nguyên soái trung thành tuyệt đối, lại không thể mặc kệ. Bỗng nhiên, đúng là đến tiền thoại lưỡng nan chi địa. Liếc nhìn nhau, hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài không thôi trong mắt tinh quang lóe lên lãnh vô thường tựa hồ nhìn ra hai người ngượng nghịu bất giác quay đầu nhìn về phía hoàng phủ thiên nguyên mật ngữ nói môn chủ đợi chút nữa tiểu tử kia vừa về đến ngươi đều có thể cùng hẳn ba nhà gia chủ cùng một chỗ đem hẳn đánh giết miễn trừ họa lớn cái kia làm sao có thể phương thu bạch cung độc cô chiến thiên đều là thần chiếu cảnh cao thủ tại dưới mí mắt bọn hắn động thủ không là muốn chết sao hoàng phủ thiên nguyên giật mình thi tháo lên tiếng chậm rãi lắc lắc đầu lãnh vô thường cười nhạo nói môn chủ yên tâm đi có lẽ lúc trước bọn họ hội cực lực bảo trì chắc phàm cái này lạc ra đại quản gia nhưng là trước khác này khác đoán chừng bây giờ nghĩ để tiểu tử kia chết không ngừng chúng ta một nhà ngay bởi vì mất con thống khổ nhịn không được ra tay giết tiểu tử kia đối tất cả mọi người là chuyện tốt nhất không phải sao trong mắt không khỏi sáng lên hoàng phủ thiên nguyên suy nghĩ một chút lập tức nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng không sai gật đầu âm cười ra tiếng thật sâu hút khẩu khí chắc phàm cúi đầu nhìn lấy trên thân tầng kia nhạt đạm kim quang cảm thụ lấy nơi đan điền trinh Na lấy một đầu kim sắc cự long bất giác cười khẽ một tiếng hắn sớm đã lưu kim luyện thể lúc này lại phải địa mạch long khí thân thể tắng vương người long hồn xem như đem luyện thể tu giả ba đại bảo vật tề tụ một thân đến tiết xuống hắn chỉ cần đem long khí luyện hóa long hồn hợp nhất như vậy hắn thể phách đem về so hoàng phủ thanh thiên càng thêm biến thái quay đầu nhìn một chút mặt đất hoàng phủ thanh thiên cái kia không cam lòng sông đồng chắc phàm không khỏi cười khẩy ngươi không phải tự xưng thiên mạnh sở quy vương giả chi tư sao hư hiện tại người tất cả mọi thứ đều bị lão tử cướp tới bao quát cái này thiên mệnh chỗ bỗng nhiên chắc phàm không nói lời nào mí mắt hơi hơi nhảy nhót trong lòng ẩn ẩn phát lên một cỗ bất an cái này long hồn quý vị đến tôi cùng là thiên mệnh sở quy vẫn là trên trời rơi xuống tai họa đây trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ đã cảm nhận được có lẽ theo cái này long hồn chuyển rời đến hắn trên thân thế lực khắp nơi đối với hắn thái độ cũng sẽ hoàn toàn đại biến riêng là hoàng thất thử hỏi có người nào để vương hội cho phép một cái mỗi ngày bị mang theo thiên mệnh sở quy tương lai đế hoàng tồn tại trên đời này mà hoàng phụ thanh thiên có thể sống là bởi vì đế vương môn có thực lực này bảo vệ hắn nhưng hắn chắc phải muốn muốn tiếp tục sống nhìn tới lạc nhà thế lực là đến cái kia công khai thời điểm ánh mắt khẽ hít một cái chắc phàm trong lòng thầm than lúc này ông một tiếng ba động phát ra một đạo đất cột sáng vàng tại cách hẳn nhóm ngàn dặm xa địa phương đột nhiên phóng lên tận trời nghiêm phục xa nhìn cái hướng kia bất giác quá sợ hãi không tốt nghiêm bán quỷ muốn chạy Chắc phàm cũng là ngẩng đầu xa xa nhìn một chút, lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu. Vẫn như cố sắc mặt lạnh nhạt, một cái tiểu lâu la mà thôi, không có gì đáng ngại. Nghe được lời này, nghiêm phục lùng túng một chút, không nói gì, lại là có chút không cam lòng. Thế nào, ngươi cùng hắn từng có kết, thật sâu liếc hắn một cái, chắc phàm tựa hồ xem thấu khác ý nghĩ, cười khẽ một tiếng. Nghiêm phục không nói gì, chỉ là lắc đầu liên tục than thở. Chắc phàm nhạt cười một tiếng, dung chỉ có một cái tay, vỗ vỗ bả vai hắn, trong mắt tàn mắt ra thần bí ánh sáng. Yên tâm, ngươi bây giờ là ta người, ngươi chàng tử ta nhất định giúp ngươi tìm về. Không khỏi nao nao, nghiêm phục thật sâu nhìn về phía hắn, lại chỉ thấy được trác phàm hai má cái kia nụ cười quỷ dị. Một phương diện khác, nghiêm bán quỷ thất kinh theo cái kia đất hình trấn quốc thạch trước lao ra, một bộ chạy thân may mắn bộ dáng, từng ngụm từng ngụm thờ hổn hển. Chờ nhìn thấy nghiêm bá công bọn họ lúc, càng là kích động nước mắt đều muốn chảy ra. Người thân đau, cuối cùng nhìn thấy các người, đệ tử có thể theo quái vật kia trong tay trốn về đến thật sự là quá khó khăn à nghiêm bá công nhìn đến vị này dược vương điện đệ tử đắc ý nhất trở về cũng là đầy nước mắt sưng dương lục long bên trong hắn ba cái đều bị trác phàm giết chết thì thừa cái này một cái trốn về đến càng là như dòng độc đinh một thứ bảo bối kết quả là dược vương điện mọi người toàn đều đem hắn vây quanh an ủi một hồi chúc mừng bọn họ dược vương điện vân sơn độc long còn sống trở về thế mà tại ngắn mùi chúc mừng về sau dược vương điện điện chủ nghiêm bá công đột nhiên nhìn về phía lửa hình trấn quốc thạch bên trong trác phàm hình ảnh sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống đối nghiêm bán quỷ nói nhỏ nửa quỷ vừa mới chúng ta đã bí mật cùng hoàng phủ môn chủ thương lượng qua nay tại tiểu tử kia lúc trở lại liên thủ đem hắn đánh giết một hồi người đi theo ta đằng sau có cơ hội lời nói thân thủ lấy tính mạnh của hắn cũng coi như ngươi lập đại công tuyết thủ vương sơn bại trận xỉ nhục để thế nhân xem thật kỹ một chút chúng ta dục vương điện lợi hại nghiêm bán quỷ bất giác khẽ giật mình nhìn nhìn lại chắc phàm chỗ đó phương hướng trong mắt nhất thời lề qua một đạo thật sâu về sợ hãi ai ra mai tha ta điện chủ ta thật vất vả theo quái vật kia trong tay may mắn trốn vệ, ngay còn để cho ta lên đi tìm chết. đây không phải là hại ta. tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn khiếp đảm, nghiêm bà công bất giác giận dữ, thấp giọng quát mắng, vô dụng đồ vật, chỉ là bị tiểu quái vật kia dọa một cái, liền thành bộ này sợ dạng. hư, yên tâm, phía trước có chúng ta mấy lão gia đình lấy, đối với ngươi, chỉ là cho ngươi đi kiếm cái đầu người. tốt phản hồi một chút chúng ta lần này tại bách ra tranh minh bên trong thể diện mà thôi. đây chính là đưa tới cửa tiện nghi, chẳng lẽ ngươi còn không biết nhặt lên, vẫn còn có chút do dự nhưng cuối cùng nghiêm bán quỷ lại là bất đắc dĩ gật gật đầu nhìn thấy cái này nghiêm bá công mới hiểu gật gật đầu lần nữa lộ ra vui mừng nét mặt tươi cười cái này mới xem như chúng ta dự vương điện đệ tử à ha 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 kết quả là mọi người lần nữa cùng nhau để mắt tới cái kia lừa hình trấn quốc thạch chỗ liền đợi đến chắc phàm cùng nghiêm phục đi ra nhìn tới tranh lệch thời gian không nhiều chắc phàm một mực đứng bình tĩnh tại lửa hình trận môn trước không nhúc nhích tất cả mọi người không rõ ý bên cạnh nghiêm phục cũng là có chút kỳ quái nhưng là rất nhanh hắn liền nhìn xem bầu trời sắc chậm rãi nâng lên một bàn tay giơ cao hướng lên trời thì thào lên tiếng không khỏi xứng sở nghiêm phục kỳ quái nói chắc quản gia ngài đây là nghiêm phục ngươi không phải một mực rất không quan tâm thả đi nghiêm bán quỷ cái này lão độc vật a ha 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 làm ngươi lần này biểu hiện lập công khen thưởng cũng làm đối ngươi thêm vào ta lạc gia hoan nghênh ta cái này làm đại quản gia liên thanh toán ngươi điều tâm nguyện này nói chắc phẩm giơ cao tay bắt đầu một ngón tay một ngón tay để xuống trong miệng cũng bắt đầu đếm ngược năm bốn mọi người đầy mặt nghi hoặc nghiêm phục cũng là gãi đầu một cái kỳ quái nhìn về phía hắn ba hai tiểu tử này đang làm cái gì mánh khóe làm sao vẫn chưa trở lại nghiêm bà công bọn người liếc nhìn nhau đều là đầy đầu hổ dán chỉ có lãnh vô thường hai mắt khoảng chừng đi loanh quanh một mực tại suy nghĩ lấy cái gì sau cùng mãnh liệt đồng tử ngưng tụ hướng nghiêm bà công chờ người hét to lớn tiếng nghiêm biện chủ các người mau rời đi cái kia tên tiểu quỷ nghiêm bà công sững sờ còn không rõ ràng cho lắm nhưng vào lúc này đếm ngược cũng đã tới gần một, vừa dứt lời chắc phàm bỗng nhiên một chảo quyền đầu ơm um, một tiếng điếc tài nhức góc tiếng vang nổ tung lên không lý do thậm chí ngay cả nghiêm bán quỷ đều không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra hắn thân thể liền bỗng nhiên nổ bể ra tới mãnh liệt sóng xung kích nhất thời đem chung quanh một đám dược vương điện cao tầng nổ chết thương tổn thảm trọng phải biết nghiêm bán quỷ thế nhưng là đã đột phá thần chiếu cảnh cao thủ cái này một vụ nổ nổ cương hạn năng lượng lúc này để đông đảo trưởng lão lập tức chết thậm chí liền những cái kia đi theo tại dược vương điện bên người phụ thuộc gia tộc cũng bị liên lụy đột nhiên lại thương vong mấy trăm người mà cho dù là những cái kia không có bị nổ chết không cẩn thận dính vào nghiêm bán quỷ dòng máu cũng nhất thời bắt đầu hòa tan lên thực lực không đủ người một trong nẻ mắt liền có thể trong nẻ mắt hóa thành nước mù trong lúc nhất thời dược vương điện chung quanh tiếng kêu than dậy khắp trời đất thi sơn từng đống dược vương điện cao tầng càng là trong nẻ mắt mất đi tám chín vị trưởng lão tiếp nhận lớn lao tổn thất nhiên bà công theo một đám thi thể trước bỏ lên như lấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi chi cảnh bắt giác tức giận đến toàn thân run rẩy lên đến tô cùng là xảy ra chuyện gì vì sao bọn họ dược vương điện cao thủ hội thoáng cái như muốn toàn diện đâu lại quay đầu nhìn về phía áp trên người mình thi thể đã bị nghiêm bán quỷ cái kia trời sinh độc thể huyết dịch ăn mòn không khỏi tranh thủ thời gian đẩy ra vừa mới nếu không phải trước người hắn có một cái đẹp lưng đoán chừng liền hắn mạng già cũng muốn chơi xong mà còn lại gia tộc nhìn đến đây thảm cảnh nào còn dám lưu vội vàng lui về phía sau cùng dược vương điện kéo dài khoảng cách thế nhưng là mọi người vẫn như cũ không hiểu là cái này nghiêm bán quỷ em đẹp làm sao lại đột nhiên tự bạo đâu thế mà đúng lúc này một đạo tà dị tiếng cười gian lại là đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong tai khóc 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 chắc phản tay nâng chán đầu ngửa mặt lên trời cười dài trên mặt đều là vẻ điên cuồng mọi người một trận không hiểu nghiêm phục càng là có chút hồ nghi lầm bầm nói ấy chắc quản gia ngài làm sao hả không có gì chỉ là đang cười nhạo mấy cái này đần độn thế mà thực sẽ coi là ta sẽ cho bọn hắn một con đường sống nghiêm phục nháy mắt mấy cái đầy mặt nghi hoặc chắc phàm gặp không khỏi ta cười một tiếng giải thích nói thực đánh ngay từ đầu ta thì đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị những thứ này huyết tầm cùng ta tâm linh tương thông cho nên ta sớm đã đối bọn nó hạ mệnh lệnh chỉ cần cái kia bốn người ngu ngốc rời đi thú vương sơn khu vực trong vòng 10 phút liền sẽ tự bạo mà chết thua thiệt đến bọn hắn còn vẫn cho là có sinh lộ liều mạng thoát đi bất quá chỉ là đang bị lão tử trêu đùa mà thôi thật sự là buồn cười cùng cực ả à. ha 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 đánh ngay từ đầu cái trò chơi này ta chính là người thắng lợi ra sức vô một cái quyền đầu chắc phàm trong đôi mắt trải qua hung a ánh sáng niêm phục không khỏi khẽ giật mình trong lòng bỗng nhiên một trận phát lạnh chưa nói như vậy cái kia nghiêm bán quỷ trở lại vân long thành há không phải tương đương với là quả bom hẹn giờ hiện tại đã ở ra giả mát Từ hồ lần nữa nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng chắc phản nick miệng cười nói ngươi đoán không sai tiểu tử kia xác thực đá mất mạng mà lại một cái thân chiếu cao thủ tự bạo sẽ còn mang đi bên cạnh hắn rất nhiều người tánh mạng còn có người nào hắc <laughs> hắc hắc ngươi đoán xem cái kia còn dùng đoán à Dược vương điện đại đa số người đều chạy à không Nhiên bán quỷ trở về, tụ ở bên cạnh hắn, cho hắn an ủi cũng chỉ những thứ này người. Biết một mực ức hiếp chính mình sư huynh, cứ như vậy bị trước mắt ác ma này đần độn u mê trời chết. nghiêm phục vốn nên một trận thống khoái, thế nhưng là hắn trong nội tâm lại không có chút nào mừng rỡ chi tình. Không biết sao, tại chắc phàm bên người, hắn tuy nhiên an tâm, nhưng lại cũng trong lòng em ngại cực kỳ. Chắc phàm tàn nhẫn âm hiểm, thật sự là làm cho người giận xôi. Cho dù là trong lòng thống hận nhất cư nhân bị cái này ác ma độc thủ, cũng để cho hắn nhịn không được nổi lên đồng tính chi tâm. Thật nên câu nói kia, thà đắc tội Diêm là vương, chứ đắc tội với chắc quản gia. Đắc tội Diêm là vương, nếu không cùng chết, nhưng đắc tội vị này chắc quản gia về sau. Chỉ sợ muốn thống thống khoái khoái đi chết, đều là một loại xa xỉ sự tình. Đông dạng, Vân Long thành mọi người nhìn về phía chắc phàm ánh mắt, cũng càng thêm sợ hãi lên. Mọi người thực sự không nghĩ tới, nhiên bán quỷ vốn là mang hy vọng trốn về đến. Lại cư nhiên trở thành chắc phàm đối phó giấc vương điện lợi dùng công cụ. Phần này quỷ dị thủ đoạn, thâm trầm tâm cơ thực sự làm cho lòng là người bên trong càng không ngừng đánh lấy lạnh run cho dù là lánh vô thường dạng này đế quốc trí tinh cũng không nhịn được cực kỳ kiên kỵ nhìn cái kia đạo tà dị bóng người liếc một chút giờ này khắc này chắc phàm đã siêu việt ra các trường phòng, trở thành hán địch nhân lớn nhất tốt chúng ta trở về đi thoải mái tà tiếu sau đó chắc phàm lần nữa trở lại lạnh lùng trong mắt chỗ sâu lại phủ kín thật sâu đau thương chậm rãi hướng cái kia hồng quang đi đến nghiêm phục khẽ gật đầu theo thật sát vu vu hai bóng người tiến vào hồng mang trong ngáy mắt biến mất chờ lúc xuất hiện lần nữa đã là theo cái kia lừa hình trấn quốc thạch bên trong đi tới chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía trác phàm ánh mắt đều giống như là nhìn giống như ma quỷ tràn ngập em ngại chỉ có lạc vân thường chờ nữ nhìn thấy trác phàm an toàn trở về sắc mặt vui vẻ Lên muốn tiến ra đón thế nhưng lạ còn không đợi các nàng động tác đột nhiên xảy ra dị biến bình 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 đếm tiếng nổ tuôn ra bốn bóng người đột nhiên hướng trác phàm hai người mãnh liệt tiến lên mạnh mẽ uy áp khiến đường lối tất cả mọi người đều ngăn không được liên tục lùi lại trong lòng hoảng hốt mà bốn người kia chính là hoàng phủ thiên nguyên chờ bốn vị thiên huyền cảnh đỉnh phong thực lực gia chủ trong mắt hơi hơi ngưng tụ phương thu bạch vừa muốn vọt tới trước ngăn cản lại là dưới chân trì trệ dưng thân cẩn thận suy nghĩ phía dưới giữ im lặng độc cô chiến thiên cũng là mắt lạnh nhìn đấy hết thảy trong lòng ai thán có lẽ cứ như vậy đối với người nào đều rất tốt chỉ có lạc vân thường cùng sở khuynh thành bọn người một mặt khẩn trương muốn muốn ra tay giúp đỡ dĩ nhiên đã không kịp chắc phản tiểu nhi còn nhi tử ta mạnh đến Hoàng phủ thiên nguyên quát to một tiếng hô lên một cái có chút chính nghĩa khẩu hiệu Nhất quyền hùng hoang hướng chắc phàm đập tới thế chi mãnh liệt làm cho chắc phàm sau lưng nghiêm phục cũng không nhịn được khí tức trì trệ mặt hiện vẻ kinh ngạc còn lại ba vị gia chủ cũng tất cả đều phóng xuất ra chính mình toàn bộ thực lực chỉ một thoáng chắc phàm trọng thương tại thân bị bốn đại cao thủ vây công lại là nơi nào để chạy không bất quá hắn lại cũng không cuống cuồng khuế miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong chắc phàm cười lạnh đạm mạc lên tiếng xin lỗi muốn tay hoàng phủ thanh thiên bọn họ báo thù lời nói chỉ sợ các ngươi hôm nay là làm không được tiếng nói vừa dứt anh một tiếng vang thật lớn một đạo hắc ảnh bỗng nhiên giáng xuống mạnh mẽ uy thế nhất thời đem vọt tới trước bốn người trong né mắt đánh bay ra ngoài chắc phàm chồng mắt tinh quang lóe lên khoan thai cười nói đã lâu không gặp lệ lão oanh biết tay anh minh tiếng vang còn tại tất cả mọi người bên tai vườn quanh để mọi người đều là nhịn không được cùng nhau bị lấy lỗ tai tràn ngập bụi mù đem chắc phàm cùng nghiêm phục hai người thân ảnh toàn bộ bao cuốn tại bên trong hoàng phủ thiên nguyên bốn người bị đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất không khỏi tất cả đều phun ra một bùng máu đế vương môn các loại gia trưởng lão, cùng nhau đeo lên xem ra chủ thương thế nhưng là hoàng phủ thiên nguyên lại là hung hăng phất ống tay áo một cái đẩy ra đến đây nâng hắn một vị trưởng lão hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia đằng đẵng trong bụi mù nghiến răng nghiến lợi nói người nào đến tôi cùng là thần thánh phương nào dám can đảm đến quản chúng ta để vương môn nhàn sự phương thu bạch cung độc cô chiến thiên liếc nhìn nhau cũng là cùng nhau nhìn về phía chỗ đó cho máy, bởi vì bọn hắn đã biết người tới thân phận chỉ là bọn hắn còn có chút kỳ quái vì sao người này hội đứng tại chắc phàm một bên còn lại các gia tộc cũng là chăm chú để mắt tới đi trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên bọn họ cũng muốn nhìn một chút vị này đột nhiên nhúng tay để vương môn sự tình Cứu chắc phàm nhất mạnh cao thủ đến cùng là nơi nào xuất hiện mông lung bụi mù dần dần tiêu tán lộ ra một bộ vĩ ngạn thân thể một vị sắc mặt anh láng lão giả như khỏa thương tùng đồng dạng thẳng tắp đứng ở chắc phàm trước người cái kia có ẩn ẩn muốn đen tất cả mọi thứ đều nghiền nát khí thế mạnh mẽ để tất cả nhìn thấy người khác cũng bất giác trong lòng hoảng hốt người này đúng là một vị thiên vụ bên trong cũng dị thường hiếm thấy thần chiếu đỉnh phong cường giả thiên cương cường tôn lệ kinh thiên một vị đế vương môn trưởng lão nhìn không được kêu lên sợ hãi nghi ngờ nói lệ lão mai thân thể cho chúng ta để vương môn khách tỏa cung phụ mấy năm này đến tột cùng chạy đi nơi đâu vì sao vừa xuất hiện liền muốn che chở tiểu tử này hắn nhưng là chúng ta đế vương môn lớn nhất tù địch à lời vừa nói ra mọi người tại đây cùng nhau quá sợ hãi vị này cao thủ thần bí lại chính là đế vương môn cung phụ truyền thuyết bên trong thiên cương cùng tôn lệ kinh thiên bây giờ thấy một lần của nhiên danh bất hư truyền thực lực kinh người khủng bố rất cái nào cho dù là phương thu bài cung độc cô chiến thiên hai người gặp cũng không thể sắc mặt đại biến mi đầu nhị không được run run Tuy nhiên bọn họ không biết trước kia lệ kinh thiên thực lực như thế nào. Nhưng là hiện tại lệ kinh thiên, cái kia thân thể ẩn mà không phát khí thế. Quả nhiên là lệnh hắn cái này đường đường hộ long thần vệ, mọc tiêu kiếm thần đều có chút sụt rè. Lệ lão, thế mà, đúng lúc này, một tiếng êm tai duyên dáng gọi to âm thanh lại là nhất thời truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Ngay sau đó liền gặp Lạc Vân Thường mang theo Lạc ra mọi người. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đường chạy chậm đi vào lệ kinh thiên bên người vố ngực nói may mắn ngài kịp thời đuổi tới không phải vậy ta thật sợ chắc phàm hắn xảy ra chuyện gì gương mặt nhịn không được co lại tất cả mọi người liếc nhìn nhau riêng là long giật phi chờ bảy nhà gia chủ càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc làm sao cái này nho nhỏ lạc ra đại tiểu thư thế mà lại cùng thiên cương cùng tôn dạng này hung thần ác sát như thế quen thuộc thế nhưng là sau một khắc lệ kinh thiên phản ứng lại là làm cho tất cả mọi người trong mắt bất giác rơi một chỗ ha 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 đại tiểu thư yên tâm đi lấy chắc quản gia tâm kế cùng thủ đoạn không biết dễ dàng như vậy ra chuyện lệ kinh thiên nhẹ vịn tròm dâu ngửa mặt lên trời cười to lên thế nhưng là nghe được lời này mọi người tại đây lại là trong ngáy mắt mắt trợn tròn cái cái gì đại tiểu thư chắc quản gia chẳng lẽ không 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 sao lại có thể như thế đây lạc gia bất quả tam lưu thế gia xuất thân làm sao có thể mời được đến thiên cương cùng tôn dạng này lão ma đầu chấn thủ gia tộc tới làm cung phụng đâu muốn thật nói như vậy cái này là gia thực lực của thực liền đã có thể cùng ngự hạ thất gia cân bằng à ha 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 chúng ta cái này đều tại mù nghĩ cái gì à, nhất định là muốn xóa. Đoán chừng cùng cái kia đọc cô chiến thiên đồng dạng, cái này thiên cương cùng tôn cũng là bị chắc phàm lừa gà từng rắn kéo bên trên quan hệ. Tuyệt đối không có khả năng tiến vào chiếm giữ lạc gia. Bất quá dù vậy, cũng đủ thấy tiểu tử này năng lực, lại có thể mọi việc đều thuận lợi, khắp nơi đều kéo đến chỗ dựa Bắt Bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người nhìn về phía chắc phàm phương hướng liên tục tán thưởng chẳng những là một số phổ thông gia tộc như thế suy nghĩ liền xem như long giật phi chờ ngự hạ thất gia gia chủ cũng là như thế nghĩ dù sao kéo lên chỗ dựa cùng tiến vào chiếm giữ gia tộc vẫn là có ngày đêm khác biệt chênh lệch kéo lên chỗ dựa nhiều lắm là có thể tạo được một cái tác dụng bảo vệ nhưng nếu để này cao thủ tiến vào chiếm giữ gia tộc vậy liền hoàn toàn có thể công có thể thủ thành là chân chính làm cho người em ngại thế ra coi như chắc phàm lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đem một vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ kéo vào một cái tam lưu thế ra đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày long giật phi bọn người bật cười lắc đầu cười thầm chính mình nghĩ quá nhiều nếu là cái này lệ kinh thiên là lạc gia cung phụng lời nói vậy coi như thật có thể cùng bảy nhà sánh ngang thế nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới lạ bọn họ lớn nhất không muốn thừa nhận nhưng là tàn khốc phát sinh ở trước mặt bọn hắn lệ lão người đây là ý gì coi như ngươi cùng tiểu tử kia có chút giao tình tại gia tộc lợi ích trước mặt ngươi cũng nên phân rõ nặng nhẹ vì sao muốn ngăn cản bản môn chủ vì thanh thiên báo thù hoàng phủ thiên nguyên trong mắt chừng một cái hét lở lên tiếng Xong đồng bắt giác mị mị lệ kinh thiên cười lạnh thản nhiên nói ha 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 Hoang phủ môn chủ, người nói rất đúng, lão phu đương nhiên muốn vì gia tộc lợi ích cần nhắc. Cho nên, thân là lạc gia trưởng lão lão phu, tay tuyệt đối không thể để cho người đụng đến ta lạc gia đại quản gia một sợi lông. Chẳng lẽ không đúng sao? Công, chúng đầu người bên trong, phảng phất có một miệng to lớn chuông đồng bị hung hăng gõ vang đồng dạng. Trong đầu một trận anh minh, trong né mắt kịp thời, đón lấy, bắt khả tư nghị nhìn về phía lệ kinh thiên phương hướng. Trong mắt đều là khó có thể lý giải được chi sắc. Cái này thiên cương cuồng tôn, còn thật vào ở lạc gia mà lại, con mẹ hắn chỉ là cái trưởng lão lên cung phụng đều không phải là nhưng là cái này sao có thể em đẹp bế vương môn khách tọa cung phụng ngươi không thích đáng càng muốn đi lạc gia như thế cái tam lưu gia tộc làm trưởng lão ngươi không có bệnh á hoàng phủ thiên nguyên cũng là một mặt quái dị nhìn lấy hắn lúng túng chết chết miệng thật lâu không nói ra một câu lãnh vô thường vuốt khẽ tròm dâu tiến lên một bước chất vấn lệ lão vì cái gì hư cái này con phải nói sao lão phu từ trước đến nay không lợi không dậy sớm sở dĩ vứt bỏ đế vương môn đi lạc gia đương nhiên là bởi vì lạc gia có đế vương môn cho không đồ vật tồn tại lệ kinh thiên cười ngạo nghễ tạm mạc lên tiếng thế nhưng là lời vừa nói ra lần nữa nhắc lên một trận sóng to gió lớn đường đương bảy nhà đứng đầu đế vương môn thế mà so ra kém một cái nho nhỏ lạc gia cái này thật sự là làm trò cười cho thiên hạ bất quá lời này nếu là người khác nói cũng liền thôi mọi người nhất định sẽ chế giễu người kia là cái kẻ ngu nhưng là câu nói này lại là từ đường đường thiên cương cùng tôn chính miệng nói ra. Cái này hoàn toàn khác biệt. Một vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ, vứt bỏ đại gia tộc họ đái tài nguyên tu luyện, chạy đến một cái tiểu gia tộc đi xuống trước làm trưởng lão, nếu là không có một chút xíu chỗ tốt, quỷ mẹ hắn mới đi đâu. Nhưng là cứ như vậy, vấn đề lại tới, lạc gia đến tột cùng có đồ vật gì, có thể đem thiên cương cuồng tôn dạng này tuyệt thế cao thủ, theo đế vương môn cho đào chân tường đào tới. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều đồng loạt nhìn về phía trác phạm phương hướng. Tất cả mọi người biết, có thể đem vị này hung thần ác sát lão ma đầu kéo vào gia tộc nhất định lại là tiểu tử này giờ trò quỷ bắt quá tay này đào chân tường công phu cũng quá mẹ hắn làm cho người bội phục à đến tôi cùng là làm sao làm được đâu long cửu nhịn không được một trận lắc đầu cảm thán lão phù đã sớm nhìn ra cái này huynh đệ đào chân tường bản sự thiên hạ ít có may mắn mình nhìn đến căng đầy bằng không tiềm lòng các một mỏ lớn cao thủ bị đào đi cũng không phải là không có cái này khả năng à có điều hắn làm sao biết tiềm lòng các những người kia coi như tặng không cho chắc phàm Chắc phàm còn không nhất định để ý đâu. Không để ý đến mọi người ánh mắt kinh dị, lệ kinh thiên chậm rãi quay người. Nhìn về phía đã là một đầu tay gãy chắc phàm, trong mắt không khỏi lóe qua một tia đau đớn. Răng hai cánh tay, không hằng ôm một chút hắn thân thể, sắc mặt nghiêm nghị nói. Chắc quản gia, ngươi phân phó đi. Hơi hơi hiên ngang đầu, chắc phàm xa xa nhìn về phía đế vương môn phương hướng. Tại lệ kinh thiên bên tai, lạnh lùng lên tiếng. Nơi này tất cả đế vương môn người, một tên cũng không để lại lạnh lùng lời nói chuyện khắp mọi người tại đây bên tai mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh nhịn không được nhìn chắc phàm niếc một chút ác ma này cứ như thế tàn nhẫn muốn tiêu diệt nơi này tất cả đế vương môn cao tầng thế nhưng là thiên cương cùng tôn lệ kinh thiên không phải người ngu sự kiện này một khi làm chẳng khác nào cùng bảy nhà đứng đầu đế vương môn khai chiến đó cũng không phải là đùa diễn cái này chắc phàm bị cưu hận tròn vắng đầu óc chỉ biết báo thù cái này lệ kinh thiên đừng nói lúc trước là đế vương môn cung phụ Đối đế vương môn chắc là có chút cảm tình, vẻn vẹn là hắn hiện tại là lạc gia chủng lão. Vì gia tộc cân nhắc, cũng không nên theo cái này ác mà quản gia cùng một chỗ khinh xuất đi. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tối là lệ kinh thiên không nói hai lời. Không hăng vỗ vỗ chắc phàm bả vai về sau, bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía đế vương môn mọi người phương hướng, đã lộ ra trần trụ sát ý. Đúng là thật muốn chấp hành chắc phàm đổ sát kế hoạch. Điên, lạc gia một đám người đều đi theo chắc phàm điên mọi người tại đây nhịn không được ai thá lên tiếng ao từ tàn ra tránh né một vị thần chiếu cao thủ đại đổ sát bọn họ cũng không muốn dình líu vào long giật phi bọn người vốn định khuyên can một phen nhưng nhìn đến chắc phàm cùng lệ kinh thiên cái kia rứt khoát ánh mắt liền biết do nói cái gì đều vô dụng đành phải mang theo tộc nhân vội vã thổ lui khỏi bị vạ lây mà cũng ngay một khắc này đung một tiếng vang thật lớn lệ kinh thiên đột nhiên đạp chân xuống liền trong né mắt hướng hoàng phủ thiên nguyên bọn người phóng đi cái kia cường hãn uy áp như là một tòa núi lớn đè xuống Hoàng phủ Thiên Nguyên tính cả hơn 30 vị Thiên Huyền trưởng lão, đột nhiên cảm giác khí tức trì trệ, lại là nhất thời ngay cả hít thở cũng khó khăn lên, căn bản không có nửa phần sức phản kháng, không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Đây chính là thần chiếu đỉnh phong thực lực cao thủ, tại lệ kinh thiên trước mặt, bọn họ căn bản là cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Thế mà, ngay tại lúc này, độ một tiếng, lại một bóng người xẹt qua, một đạo áo trắng trường san đột nhiên xuất hiện tại lệ kinh thiên trước người, nhất trưởng đánh ra, oanh, tựa như thiên địa anh sập đồng dạng, hai người song trưởng tương giao phát ra rung khắp tim phổi mãnh liệt tiếng vang cho nên tại tại chỗ tất cả mọi người cũng nhịn không được bừng bít lấy hai lỗ tai cúi thấp đầu cho dù long giật phi những ngày này huyền đỉnh phong cao thủ cũng là mặt hiện sầu khổ bị lấy lỗ tai khó khăn trèo trống mới chưa cúi người nhưng bọn hắn trên đầu mồ hôi lạnh đã làm cho tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ cho dù là bọn họ cũng vạn vạn không chịu nổi cái này hai đại cao thủ ra phong sóng âm chấn động đạp 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 nhất trường sau đó hai người cùng nhau lui năm bước mới dừng thân lại nhưng mắt nhìn đi lại chính gặp ngăn ở lệ kinh thiên trước mặt không là người khác chính là ngọc tiêu kiếm thần phương thu bạch không thể nghi ngờ đưa tay trịnh trọng ông một cái quyền phương thu bạch một mặt nghiêm túc nói thiên cương cùng tôn lệ kinh thiên của nhiên danh bất hư truyền tài hạ bội phục hoàng thân ngô đại hộ long thần vệ một trong ngọc tiêu kiếm thần phương thu bạch lão phu từ lâu cử ngưỡng đại danh bây giờ thấy một lần xác thực không tầm thường chỉ là ngôi giờ này khắc này cả ở trước mặt lão phu là muốn cùng lão phu phân cao thấp đi khuế miệng hơi hơi một phát lệ kinh thiên hai mắt chảy quá khát máu về hưng phấn đệ nhất võ si tính tình để hắn gặp mạnh càng mạnh chiến y đúng là vào lúc này đạt đến tối đỉnh phong thời khắc phương thu bài gặp này bắt ra giật mình vội vã khoát tay nói lệ huynh phương mô cũng không phải là có ý đối địch với các hạ chỉ là hoàng mệnh tại thân muốn bảo trì văn long thành trật tự ngươi muốn hưởng đế vương môn xuất thủ lời nói tại hạ không thể không ngăn cản còn mời các hạ cho mới một cái nào đó chút tình mọn miễn sinh sự đoan đi dạng này đồ đế vương môn cùng lạc gia đều tốt không phải sao mí mắt hơi hơi run run lệ kinh thiên thật sâu liếc hắn một cái cũng là cảm thấy hắn nói có lý lạc gia giờ này khắc này cùng đế vương môn trở mặt sẽ chỉ liều kẻ lưỡng bại câu thương thật sự là không khôn ngoan tiến hành thế nhưng là quay đầu nhìn chắc phàm niếc một chút lại chỉ thấy hắn một mặt lạnh lùng trong đồng tử trừ nồng đậm sát ý liên lại không ai trả lời biết tâm ý của hắn đã quyết lệ kinh thiên bắt giác hùng hằng khe cắn môi lần nữa nhìn về phía phương thu bạch nhếch miệng cười nói Phương tiên sinh, lệ mô khó được gặp phải giống như người cao thủ, bất động hai chiêu, hà có thể từ bỏ ý đồ. Bắt ra sững sờ, phương thu bạch chăm chú nhìn lệ kinh thiên tà tiếu khuôn mặt nhíu mày. Trong lòng hồ nghi, nghi đến cái này thiên cương cùng tôn mặc dù là cái võ si, nhưng tuyệt không phải không não thế hệ, như thế nào làm việc như thế tùy ý làm vậy. Hắn hôm nay một khi động thủ, giết dù là đế vương môn một tên trưởng lão. Vậy nhưng thật chính là muốn đem lạc ra kéo vào cùng đế vương môn đại chiến bên trong A. Cái này, Thế nhưng là rất nhanh, Phương Thu Bạch liền ý thức được, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhìn lại Kinh Thiên vừa mới quay đầu nhìn qua phương hướng, rõ ràng cũng là hướng Trác Phàm xin chỉ thị, đường đường thiên cương cùng tôn, thế mà lấy một vị mới vào thế đạo thanh niên như Thiên Lôi Sai đầu đánh đó. Cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Bất quá khi trước tình thế, cũng là như thế, mặc kệ hàn nói với Lệ Kinh Thiên lời gì, đều cái dám dùng không có, có thể thuyết phục Trác Phàm mới là vương đạo. Sau đó Phương Thu Bạch vội vàng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm vị trí, vội vàng nói: chắc quản gia lão phu biết rõ trong lòng người tức giận nhưng nơi này tuyệt không phải là giải quyết tư nhân ân oán chi địa mời chờ có bởi vì cá nhân nguyên nhân mà đưa tới hủy nhà diệt tộc chi họa lời ấy chưa dứt mọi người đầu tiên là sững sờ mặt mũi tràn đầy không hiểu hai đại cao thủ giao đấu coi như thuyết phục cũng nên khuyên lệ kinh thiên a à. hắn nếu không muốn dùng tay ai có thể ngăn được thế nhưng là rất nhanh mọi người liền tính ngộ lại đúng á, à, lệ kinh thiên sở dĩ xuất thủ là bởi vì chắc phà một câu mệnh lệnh chẳng lẽ nói chắc phàm một câu cũng như cô có thể làm cho lệ kinh thiên dừng lại đường đường thần chiếu đỉnh phong cao thủ thiên cương cùng tôn chẳng lẽ là hết thảy nghe chắc phàm mệnh lệnh hành sự sao nghĩ tới đây không chỉ có là những cái kia phổ thông gia tộc liền xem như ngự hạ thất gia gia chủ nhìn về phía chắc phàm phương hướng cũng là cả kinh trận mắt hốc mồm trong mắt đều nhanh rơi ra tới thân chiếu cao thủ á tại ngự hạ thất gia cũng là cầu gia gia cảo nại nãi giống như cung phụng tồn tại liền gia chủ đều muốn cho ba phần chút tình mọn các phải khẩn cấp tình thế cũng chỉ có thể thỉnh cầu xuất thủ mà không thể mở miệng mệnh lệnh nếu không lời nói cung phụng đều có thể không để ý tới gia chủ bất luận cái gì khẩn cầu sự tình nhưng là bây giờ thần chiếu đỉnh phong cao thủ thế mà lại nghe một người trẻ tuổi bài bố lại là để bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông đến tôi cùng là cái này lệ kinh thiên dễ tính vẫn là chắc phản thủ đoạn cao đây bất quá lão nhân này thiên cương cùng tôn hùng danh bên ngoài đi đền tính khí sẽ không quá hòa thuận vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng chắc phản thủ đoạn kinh người đúng là đem cái này thiên cương cùng tôn cũng thu phục ngoan ngoãn mà lại cứ như vậy lệ kinh thiên vì sao chỉ là lạc gia trưởng lão mà không phải cung phụ? cũng liền thuyết phục cung phụng là tại gia chủ phía trên làm tổ tông một dạng cung cấp nuôi dưỡng tồn tại chỉ có trưởng lão mới có thể cung cấp điều động thế nhưng là chắc phàm anh chắc phàm tại trên danh nghĩa ngươi chỉ là lạc gia một quản gia sao có thể có quyền lực chỉ huy đến trưởng lão đâu long giật phi bọn người liếc nhìn nhau lại nhìn về phía chắc phàm phương hướng đều là khổ cười ra tiếng Tiểu tử này chỉ sợ là trên đời này châu bò nhất quản gia à, thật sự là không phục không được á. À. Nếu là chúng ta cũng có như thế một vị cường hãn quản gia, lại là không biết nên cao hứng hay là khổ sở. Không có để ý mọi người tất dẫn nghị luận, chắc phàm lạnh lùng nhìn Phương Thu Bạch liếc một chút, lại là đạm mạc chuyển qua đầu. Ý tứ rất rõ ràng, ông đây mặc kệ. Phương Thu Bạch bắt giác chỉ trệ, nhất thời sắc mặt không tự nhiên lại. Tiểu tử này thực sự quá không nề mặt mũi, mà lệ kinh thiên lại là cười lớn một tiếng, trong mắt phóng xuất ra trần trụ truyền ý, quát nói. Phương tiên sinh, lệ mộ khó được cùng các hạ dạng này cao thủ nhất chiến thì không lưu lực, cũng mời các hạ có thể toàn lực ứng phó. Nếu là các hạ thua lời nói, thì đừng trách lệ mẫu ở đây đại khai sát giới. Lệ huynh, phương mẫu vẫn là câu nói kia, hoàng mệnh tại thân. Phương mẫu tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tại Vân Long thành làm can. Ánh mắt khẽ hít một cái, phương thu bạch gặp trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Bắt giác tiêu ngọc nằm lê lét, ngọc trời khí thế đột nhiên thả ra. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, lệ kinh thiên gặp phương thu bạch rốt cục nghiêm túc. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng, liền bỗng nhiên xông về phía trước, một tiếng long ngâm giống to đột nhiên vang vọng cửu thiên vân không, mà sát tam tuyệt thức thứ hai, Quỷ Long Trảo, giống, kinh thiên nộ hồng phát ra, Lệ Kinh Thiên toàn thân màu đen khí tức đại thịnh, nhất trảo cầm ra, phía trên uy áp mạnh mẽ, giống như một đen trước mặt cả vùng không gian đều bẻ vụn một dạng, bắt giác hết sâu một hơi, Phương thu bạch hiển nhiên không nghĩ tới, Lệ Kinh Thiên toàn lực xuất thủ lại có uy năng như thế, bắt ra sắc mặt cấp tốc mừng trọng lên, khe cắn môi, tiêu ngọc một lập thẳng tắp hường cái kia màu đen long chảo mãnh liệt đâm đi qua huyền thiên kiếm cương quát ông một trận vô hình ba động phát ra cái kia đạo tiêu ngọc đột nhiên bị thanh sắc phong cương bào khỏa hóa thành một thanh trùng thiên kiếm lưỡi đao không có không đình trệ đâm thủng bầu trời không gian chỉ một thoáng màu đen cùng thanh sắc hai đạo quang mang đột nhiên đụng vào nhau phát ra chấn nhân tấm phách trùng kích âm thanh cái kia có đáng sợ trùng kích dừa âm bỗng nhiên khuếch tán ra lan cho bồn phía tất cả mọi thứ sự vật đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn cũng may mắn mọi người sớm có dự kiến trước ao à, rời đi thật xa không phải vậy nơi này lại phải biến đổi thành thi hải khắp nơi lò sát sinh chờ hết thầy bình ổn lại mọi người ngẩng đầu nhìn lại lại là nhịn không được trong mắt co rụt lại cả kinh hé miệng chỉ thấy giờ này khắc này lệ kinh thiên cùng phương thu bạch đối mặt mà đứng trung gian bất quá 5 mét khoảng cách nhưng là hai người sắc mặt lại đều là ngưng trọng dị thường ngọc tiêu kiếm thần phương thu bạch cầm lấy tiêu ngọc cái tay kia càng không ngừng lay động nhìn về phía lệ kinh thiên phương hướng bị đầu nhịn không được run trong mắt kinh hãi càng là tột đỉnh mà lệ kinh thiên giờ này khắc này dĩ nhiên đã đẩy tay vết máu đỏ thẫm máu tươi ngăn không được theo trong tay hắn xuống lệ lão thua bất giác nhảy mắt mấy cái lạc vân thường một mặt lo lắng chắc phàm lại hơi hơi lắc đầu đạm mạc lên tiếng cũng không có thua bất quá cũng lực lượng tương đương ai cũng không làm gì được ai tiếng nói vừa dứt động một tiếng vang giòn dưới phương thu bạch cái viên kia tiêu ngọc nhất thời vỡ vụn ra rơi xuống mặt đất thật sâu nhìn một chút trong tay đoạn tiêu phương thu bạch bất giác thở dài nhìn lấy lệ kinh thiên ngưng trọng gật đầu Lệ huynh, phương mỗ chi này tiêu ngọc, tùy thân hơn 50 năm, nghi không ra hôm nay thế mà đứt gãy ở đây, tính toán phương mỗ thua ngươi nửa chiêu. Long mày nhíu lại, lệ kinh thiên cười khẽ một tiếng, chậm rãi nâng lên cái kia tràn đầy máu tươi bàn tay, cười mở nói. Lệ mỗ cái này thiết trưởng, nương theo lệ mỗ 158 năm, hôm nay thế mà tại các hạ trong tay thụ thương, tính toán lệ mỗ thua các chiều tiếp theo. Lời vừa nói ra, song phương liếc nhìn nhau về sau, lại đều là cười to lên đồng thời trong lòng âm thầm gật đầu có loại biết anh hùng nặng anh hùng cảm giác phương tiên sinh bây giờ thắng bại chưa phân chúng ta lại đến một trận như thế nào lệ kinh thiên phất phất tay bên trong vết máu hào khí vượt mây nói phương thu bạch nhìn xem trong tay đoạn tiêu khuấy miệng hơi vỉnh tạm ma gật đầu tốt đã lệ huynh có nhã hứng phương mẫu phụng bồi chính là cái kia rất tốt lệ kinh thiên gật đầu một cái cười to lên tiếp lấy liền muốn xuất thủ lần nữa thế nhưng là đúng lúc này chắc phản đạm mạc thanh âm lại là lạnh lùng truyền đến hắn trong tai lệ lão hôm nay chúng ta cho phương tiên sinh cái mặt mũi thì không nên gây chuyện cùng đấy vừa môn cửu án chúng ta ngày khác lại nói lời vừa nói ra mọi người cùng nhau nhịn không được rút rút gương mặt lời nói này thật đúng là xinh đẹp cái gì gọi là cho phương tiên sinh cái mặt mũi ngươi muốn thật nề tình lời nói ngay từ đầu hai người liền sẽ không đánh bây giờ nói ra lời nói này chỉ là biết đánh không lại thấy tốt thì lấy thôi còn nói đến như thế đường hoàng bất quá dạng này cũng tốt tổng so với kẻ kia không biết tự lượng sức mình dây dưa không nghỉ người mạnh hơn Tiểu tử này của nhiên đầy đủ thông minh, biết do tiền thối. Phương Thu Bạch khẽ vuốt tròm dâu, khẽ gật đầu cười nói. Đã như vậy, lệ huynh, như vậy chúng ta thì ngày khác so tải nữa. Không phải vậy nhà các người chắc quản gia, nhưng là muốn tức giận. Lệ kinh thiên do dự nửa ngày, trầm ngâm một chút, lại là bất đắc dĩ gật gật đầu ai thản nói. Tốt ta, à, nếu là chúng ta chắc quản gia lên tiếng, lão phu cũng không có cách. Như vậy chúng ta ngày khác tái chiến. Nói xong, lệ kinh thiên liền ôm một cái quyền, quay đầu hướng chắc phàm phương hướng đi đến. Chỉ là, nhìn lấy hắn bóng lưng rời xa, Phương Thu Bạch lại là thật sâu nhíu mày. Vừa mới hắn cố ý dùng ngôn ngữ chế nhạo lệ kinh thiên, cái gì đều lấy chắc phàm tiểu quỷ kia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vốn định đo đo hắn đối chắc phàm mệnh lệnh có mấy phần độ trung thành, nhưng không nghĩ tới lớn nhất đáng sợ sự tình phát sinh. Lệ kinh thiên đối với cái này vậy mà không chút nào coi là ngang ngược, còn một mặt lạnh nhạt giống như hắn thiên cương cùng tôn đường đường thần chiếu đỉnh phong cao thủ nghe một cái hoàng mao tiểu tử mệnh lệnh là chuyện đương nhiên đồng dạng Đồ trung thành tổng cộng đến 10 phần 10. Cứ như vậy, chắc phàm vương giả tư chất. Chỉ sợ cũng không chỉ là ảnh hưởng đến cùng tuổi bối phận đơn giản như vậy. Hắn lực thu hút lại có thể để lệ kinh thiên dạng này đại ma đầu đều nghe lời răm dấp Cái này thật đáng sợ. Điều này nói rõ chắc phàm so với hoàng phụ thanh thiên đến. Khả năng càng thích hợp thành vì vương giả, cái kia thu phục địa mạch long hồn. Cũng cũng không phải là trong lúc vô tình sự tình. Hắn thật có trở thành đế hoàng tư chất, là chân chính thiên mệnh sở quy trong lúc nhất thời chắc phàm ở trong mắt phương thu bạch trở thành uy hiếp hoàng thất lớn nhất tồn tại phương tiên sinh đột nhiên chắc phàm hướng phương thu bạch vẫy tay khuế miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười Mai vừa mới ngăn lại lệ lão thần pháp ngược lại là rất nhanh nha thật không hổ là hộ long thần vệ bệ hạ phái ngài đến bảo trì vân long thành trật tự thật sự là chọn đúng người bắt giác khí tức trì trệ phương thu bạch không khỏi gương mặt hơi hơi hồng hồng chắc phàm ý này người khác có lẽ không hiểu nhưng là hắn lại làm sao có thể nghe không ra nói móc chi ngôn đây rõ ràng cũng là ở trong tối phùng chính mình hoàng phủ thiên nguyên bốn người hướng hắn đánh lén lúc chính mình không có xuất thủ nhưng lại kinh thiên xuất thủ đối phó hoàng phủ thiên nguyên bọn họ lúc chính mình nhưng lại đứng ra rõ ràng cũng là có ý đưa hắn vào chỗ chết bảo trì văn long thành trật tự bắt quá chỉ là lấy việc công làm việc tư lấy cớ thôi cứ như vậy rất rõ ràng chính mình trong mắt hắn cũng đã bị thiết đặt làm bịch giả tưởng vừa mới hắn để lệ kinh thiên xuất thủ đối phó hoàng phủ thiên nguyên bọn họ thực mục đích là đang thử thăm dò chính mình thực lực Tên tiểu quỷ này, thật sự là quá lợi hại, nhìn chằm chằm chắc phàm tà dị tiếu dung, phương thu bạch thở sâu, thở dài lên tiếng, mang theo lạc ra mọi người quay trở về, chắc phàm trên mặt một mảnh lạnh lùng, bên cạnh hắn thì là lệ kinh thiên đi sát đằng sau, cái kia có cường hãn đến khiến tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở khí thế, quanh quẩn tại bọn họ bên người, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần, mọi người đều kinh ngạc nhìn cái này một đội nhân mã, cho dù là ngữ hạ thất gia gia chủ, trong mắt cũng đầy là chấn kinh, không ai từng nghĩ tới, cái này lúc trước trong mắt của mọi người vẫn chỉ là nhị tam lưu gia tộc nhân vật vậy mà lại tại lệ kinh thiên xuất hiện trong tích tắc tấn thăng làm cùng ngự hạ thất gia cùng các loại tồn tại phải biết cho dù là ngự hạ thất gia trừ đế vương môn bên ngoài còn lại sáu nhà cũng không có một cái nào có thể mời đến lệ kinh thiên dạng này thân chiếu đỉnh phong cao thủ tọa trấn riêng là cái này thân chiếu đỉnh phong cao thủ thực lực con có thể cùng hộ long thần vệ phương thu bạch chiến cái ngang tay cái này vừa ý nghĩa nhưng là liền càng thêm to lớn nói cách khác lúc này lạc gia không chỉ là cùng ngự hạ thất gia ngang hàng đơn giản như vậy mà chính là trừ đế vương môn bên ngoài còn lại gia tộc như đắc tội lạc gia lời nói lệ kinh thiên vừa ra tay thế nhưng là có thể tùy tiện diệt đi bọn họ bất luận cái gì một nhà à đương nhiên tại trước mắt thế lực lẫn nhau quản thúc tình hùng dưới lạc gia cũng không dám làm như thế nhưng là đây cũng là tại không có đen nó bước đến tuyệt lộ phần lên bỗng nhiên ô vạn sơn chờ cùng chắc phàm có tù ngự hạ gia tộc còn nghĩ đến như thế nào trả thù lạc gia bây giờ lại là muốn một lần nữa suy nghĩ bởi vì lúc này lạc gia nghiêm chỉnh trở thành đế vương môn phía dưới thứ hai đại gia tộc Tuy nhiên, gia tộc này toàn bộ chiến lực đều là bằng lệ kinh thiên một người chống lên. Bất quá thì cái này một người cũng đủ để cho bọn họ sợ mất mật. Chậm rãi hướng lạc ra tại Vân Lăng thành trụ sở đi đến. Chắc phản trong mắt không có một tia ánh sáng, bên cạnh tất cả gia tộc đều ao ghé mắt. Không có người đuổi tới quái dày. Mọi người cứ như vậy một mực nhìn chăm chú lên bọn họ, dần dần từng bước đi đến. Đột nhiên, chắc phàm cước bộ hơi hơi đình chạy xuống tới chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lãnh vô thường phương hướng lộ ra một bộ tà dị tiểu dung lớn tiếng nói lãnh tiên sinh lần này ta chắc phàm thua một chiêu bất quá cái trò chơi này mới vừa mới bắt đầu chúng ta chậm rãi chơi ha 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 một tiếng quỷ dị tiếng cười phát ra chắc phàm trong mắt chớp động lên khát máu cù hận cái kia cô âm trầm cười quái dị làm cho tại chỗ tất cả mọi người bất giác một trận dùng mình lãnh vô thường mi đầu khẽ nhúc nhích sắc mặt cũng là cấp tốc mừng trọng lên chỉ là chăm chú nhìn chắc phàm phương hướng trong mắt sát ý lẫm liệt lại là không có lên tiếng ngược lại là một bên già các trường phóng liếc hắn một cái cười nhạo nói lãnh tiên sinh lần này ngài giống như đá trúng thiết bản ha 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 nói ra các trường phóng quay đầu mang theo âm dương nghị lão rời đi trên mặt một mảnh tự đắc lãnh vô thường ra mép hơi hơi run run trên mặt nộ khí càng sâu vây xe mọi người tất cả đều dọa đến câm như hến không dám lên tiếng cái này rất rõ ràng là thượng tầng cao thủ chi tranh bọn họ cũng không nguyện dẫn lửa thiêu thân dính liếu vào đắc tội đế vương môn từ không cần phải nói khám nhà diệt tộc nhưng đắc tội chắc phàm cũng không chịu nổi à đây chính là dám đem lục long điều hành hạ chết người bọn họ nhỏ như vậy gia tộc lại hà dám đắc tội như thế hung thần ác sát huống hồ người ta hiện tại cũng là có thần chiếu đỉnh phong cao thủ che chở người thực lực đã cùng ngự hạ gia tộc cân bằng kết quả là mọi người cứ như vậy yên lặng nhìn lấy hai đại gia tộc mắt lớn chừng mắt nhỏ song phương ánh mắt bên trong sát y giống như trên không trung gây nên tốc độ ánh sáng hết sức căng thẳng phủ phụ ấy các vị từ ngàn năm nay bách gia tranh minh cửu oán đều không nên đưa vào trong thế tục nếu là hai nhà bởi vậy kết thù kết oán vậy thì mời tại lần sau bách gia tranh minh kết đi Bách Gia vội ho một tiếng đọc cô chiến thiên đối xử lạnh nhạt quét xong phương liếc một chút uy nghiêm lên tiếng giản xếp thật sâu xem hẳn, chắc phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng lãnh vô thường cũng là cười lạnh liên tục trong mắt sát ý không che giấu chút nào rất hiển nhiên song phương đều đối với cái này xem thường trước kia bách gia tranh minh không có đem ân oán đưa vào thế tục đó là bởi vì bảy nhà lẫn nhau giữ lấy mặt mũi đều không thương cân động cốt thế nhưng là lần này để vương môn giết chắc phàm quan tâm nhất tiết ngưng hương chắc phàm cũng đem bọn hắn tương lai rừng cột bốn đầu lòng trước mặt tất cả mọi người từng cái diệt trừ quán thù này thế nhưng là kết lớn để bọn hắn lại đợi 100 năm để hậu bối đi báo thù làm sao có thế bất quá tốt xấu song phương đều cho độc cô chiến thiên một bộ mặt đều là không có ở trước mặt phản bác thế nhưng là đúng lúc này một đạo ngạo nghễ thanh âm lại là nhất thời vang lên Đế Vương Môn tất cả mọi người, các người nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, ta Lạc Gia cùng các ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, cứ như vậy, Lạc Gia coi như thật cùng bảy nhà đứng đầu Đế Vương Môn triệt để vạch mặt. Đến tiếp xuống phát sinh kết quả xấu nhất, khả năng cũng là khai chiến. Đối với chỉ có một vị thần chiếu cao thủ tọa chấn Lạc Gia, đây của thực là muốn chết a? À? Vội vã quay đầu nhìn qua, mọi người đều là muốn nhìn một chút nói ra như thế ngu xuẩn chi ngôn đến tục cùng là ai? Thế nhưng là, thu vào mọi người tầm mắt lại là một trương anh vĩ thiếu năm khuôn mặt lạc gia thiếu chủ lạc vân hải trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại long giật phi tạ hiếu phong cùng mỗ mỗ ba người vội vàng lần nữa nhìn về phía trác phàm mắt hiện hào sắc lạc gia khai chiến bọn họ ba nhà thân là đồng minh rõ ràng cũng là muốn bị cuốn vào thế nhưng là hiện tại loại thời điểm này rất hiển nhiên không có khả năng thắng được lạc vân hải thiếu niên nhiệt huyết bị phẫn nộ choáng váng đầu óc làn ra lỗ mãng như thế hành động có thể lý giải lại nói lạc gia tuy nhiên lạc vân hải là thiếu chủ nhưng mọi người đều biết chủ sự là đại quản gia chắc phàm chỉ có hàn nói chuyện mới đại biểu lạc gia thái độ cho nên ba người đều muốn chắc phàm vội vàng đem cái này vô tri hài đồng môn luận thu hồi lấy đại cục làm trọng thế mà chắc phàm thật sâu nhìn một chút lạc vân hải gặp trong mắt của hắn phủ đầy vẻ kiên định lại là đột nhiên bật cười ra tiếng lại nhìn về phía tất cả mọi người cười ta nói các ngôi đây là cái gì biểu lộ cảm giác đến chúng ta thiếu chủ lời nói có vấn đề sao hư lạc gia là họ lạc thiếu chủ nhà ta coi như còn không có chính thức kế thừa gia chủ chi vị nói mỗi một chữ cũng đại biểu chúng ta lạc gia y tứ không sai từ hôm nay trở đi chúng ta cùng đế vương môn chính thức khai chiến lời nói nói xong mọi người lần nữa một mảnh xôn xao long giật phi bọn người càng là bất đắc dĩ nâng lên cái chán thẳng lắc đầu sắp khóc đi ra có lẽ lúc trước là quân hải lời nói mọi người sẽ không coi là thật nhưng đã chắc phàm còn nói một lần vậy liền thật sự là chắc chắn sự tình lại cũng khó có thể vãn hồi thế nhưng là bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông chắc phàm cái này là làm sao thật chẳng lẽ bởi vì một cái nữ nhân bị cưu hận choàng vắng đau óc muôn chứng trọi đá sao hoàng phủ thiên nguyên nghe đến lời này không những không giận mà còn lấy làm mừng vốn là hắn chả lo lắng hoàng thất khả năng lại sẽ xuất mặt điều giải để bọn hắn không cách nào đối lạc ra ra tay nhưng là bây giờ đây cũng là lạc gia hướng bọn họ dẫn đầu khiêu chiến cái kia hoàng thất cho dù có 10.000 cái lý do, cũng không thể lại ngăn cản bọn họ động lạc gia. Phong Lâm Thành đã không phải là lạc gia bảo mệnh phù. Ha ha ha, hiện tại người trẻ tuổi đều làm sao, lại đều như thể nói lớn không ngược, không có ai ra gì. Các ngươi coi là chỉ dựa vào lệ kinh thiên một vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ, liền có thể bảo trụ các ngươi lạc gia một nhà già trẻ an nguy a. À. Hừ hừ, buồn cười cùng cực. Hoàng phủ Thiên Nguyên cười lớn một tiếng, nhếch miệng khinh bỉ nói, có lẽ các ngươi có thể đối hắn gia tộc sinh ra trấn nhiếp lực, nhưng muốn cùng chúng ta để vương môn đánh đồng còn quá non điểm không tin các ngươi có thể hỏi một chút lão đầu kia chúng ta để vương môn đến tổ cùng mạnh bao nhiêu hơn ngàn năm tích lũy là các người vĩnh viễn cũng không sánh nổi ánh mắt khẽ hít một cái chắc phàn từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng thật sao cái kia hãy đợi đấy nói xong say người lần nữa mang theo tất cả mọi người rời đi chỉ là tại lệ kinh thiên quay người trong tích tắc lại là lại quay đầu nhìn đến vương môn mọi người liếc một chút thản nhiên nói làm quý môn đã từng cung phụng Lão phu không ngại hảo tâm nhắc nhở một câu bây giờ lạc ra, coi như đế vương môn muốn động, cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Nói xong, liền lại cũng không nói lời nào, quay người đuổi theo mọi người cước bộ. Thế nhưng là, hắn lúc trước những lời kia, lại là để hoàng phủ thiên nguyên chờ một đám đế vương môn cao tầng, trong lòng hoảng sợ. À biến sắc, lệ kinh thiên làm đã từng cung phụng, là biết bọn họ đế vương môn thực lực đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ đế vương môn muốn động lạc ra, vẫn như cũ không phải chuyện dễ dàng. Điều này nói rõ cái gì? Lạc gia thực lực chân chính, có thể có thể so với đế vương môn sao? Cái này sao có thể? Ngàn năm tích lũy, nào có dễ dàng như vậy bắt kịp? Quay đầu nhìn về phía bên cạnh lãnh vô thường, hoàng phủ thiên nguyên một mặt mê hoặc. Lãnh vô thường vuốt khẽ tròm dâu, cũng là một trận không hiểu. Giờ này khắc này, lạc gia giống như khoác lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, thâm bất khả chắc. Để đế vương môn mọi người vừa mới con tin tâm tràn đầy, vui mừng không ngừng tâm. Trong nhảy mắt biến đến lo sợ bất an lên. Cái này năm gần đây cấp tốc quật khởi tiểu gia tộc thật sự là càng ngày càng khiến người ta khó có thể nắm lấy mà đọc cô chiến thiên nhìn lấy lạc vân hải rời đi bóng lưng lại là một trận cười khổ ánh mắt lộ ra một tia buồn bã sắc hắn đợi lạc vân hải coi như con đẻ lạc vân hải cũng một mực đối với hắn theo lệnh mà làm nhưng vừa mới hắn tiếng nói vừa dứt cái thứ nhất đừng ra phản đối cũng là hắn cái này con nuôi hắn hiểu được điều này đại biểu lấy cái gì bởi vì vì gia tộc lợi ích hai cha con tâm chính tại tách rời đây là hắn không muốn nhìn đến lại lại không cách nào ngăn cản sự tình ai bảo bọn họ đều vì chủ đây sau ba canh giờ, mọi người trở lại lạc gia tại Vân Long thành chỗ ơ. Chắc Phàm thẳng đi vào gian phòng của mình, hung hăng đóng cửa phòng, quát lạnh lên tiếng. Ai cũng trở vào, Lạc Vân thường quỳnh lên, gặp chắc phàm trạng thái không bình thường, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Vừa muốn theo sát mà vào, cũng là bị lệ kinh thiên một tay cản lại. Mi đầu bắt giác nhíu một cái, Lạc Vân thường ngẩng đầu nhìn về phía lệ kinh thiên. Mặt mũi tràn đầy không hiểu, lại chỉ thấy lệ kinh thiên hướng nàng hơi hơi lắc lắc đầu, tạm mạc lên tiếng. Đại tiểu thư, có lúc nam nhân cần một mình yên lặng một chút, đừng đi phiền hắn mỹ lệ song đồng bắt giác rung động động một cái lạc vân thường thật sâu nhìn cái kia cửa phòng liếc một chút khe cắn môi son do dự nửa ngày cuối cùng quay đau rời đi thế nhưng là còn không đợi nàng đi ra mấy bước chắc phàm trong cửa phòng lại là đột nhiên truyền ra huyền như là dã thù tiếng gào thét anh đưa tay bỗng nhiên che miệng lại lạc vân thường nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh Đá nghẹn ngào nàng minh bạch từ ngưng nhi sau khi chết chắc phàm một mực tại phát tiết trong lòng phẫn nộ nhưng thủy trung đè nền đáy lòng đau xót thằng đến lúc này mới hoàn toàn phát tiết ra ngoài nghe lấy cái kia đau nhập tâm thủy tê minh lạc vân thường toàn bộ tâm đều tại máu nào muốn đi trần an chắc phàm thụ thương tâm linh nhưng là chắc phàm lại tình nguyện một thân một mình tiếp nhận lòng hắn không biết hướng tất cả mọi người mở ra chỉ có chính mình một người đem hết thầy bi thương phẫn nộ vùi lấp đáy lòng vĩnh viễn làm lấy cái kia cô độc đại quản gia vừa nghĩ đến đây lạc vân thường tâm liền càng thêm đau đớn mọi người gặp cũng là liên tục ai thán thẳng lắc đầu yên lặng bồi tiếp vị đại tiểu thư này chờ đợi tại trác phàm trước cửa không nhúc ních, mặt trời lặn mặt trời mọc chỉ một chút một ngày đi qua tất cả mọi người như thế yên lặng đứng tại trác phàm ngoài cửa phòng nghe lấy hắn gào rú một đêm đến sau cùng cuống họng câm mới không có động tính lạc vân thường đứng bình tĩnh tại trước phòng hai mắt đã sưng đỏ hai má thậm chí còn có chưa khô nước mắt đại tiểu thư làm các chủ bọn họ cầu kiến lúc này bằng thống lĩnh đi vào lạc vân thường trước người thở dài ông quyền kho người nói khẽ cho mày lạc vân thường kỳ quái liếc hắn một cái trước kia long giật phi bọn họ đều là phái người thông báo đi gặp bọn họ nơi nào có tự mình đến nhà đạo lý làm sao lần này thế nhưng là rất nhanh lạc vân thường nhìn đến chắc phàm trước cửa khép hở hai con người lệ lão mới hiểu được hết thảy không khỏi khinh bỉ nói hư cái gì ngự hạ gia tộc bất quá nịnh nọt thế hệ nàng đã rõ ràng chính là bởi vì hôm qua lệ kinh thiên xuất hiện chấn nhất tại chỗ tất cả mọi người tiêm lòng các, kiếm hầu phủ bọn họ mới đột nhiên phát hiện trong bất chi bất giác Lạc gia đã đi đến cùng bọn hắn một dạng vị trí, thậm chí đã siêu việt bọn họ. Bởi vậy, bọn họ mới tự hạ thấp địa vị, tự mình đến đây bái phỏng. Nếu không lời nói, coi như xem ở chắc phàm trên mặt. Bọn họ cái kia gia chủ thân thể như thế nào lại chạy đến một cái tam lưu gia tộc trụ sở đến. Bằng thống lĩnh, người đem bọn hắn mang đến đi. Lạc Vân thường yên ngang đầu, tạm mạc lên tiếng, hiển thị gió mọi người khí chất. Bằng thống lĩnh không khỏi sắc mặt nghiêng một chút, không người lính mạnh vâng chỉ trong lát sau tại bảng thống lĩnh chỉ huy dưới long giật phi tạ khiếu phong cùng mỗ mỗ ba người liên mang theo tan đại gia tộc bọn người người hào đi tới nơi này lạc vân thường chậm rãi quay người hướng mọi người lạnh nhà thành lễ chưa vị gia chủ vạn phần xin lỗi vân thường có việc trong người không thể tự mình đón chào ở chỗ này bồi tội không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại chắc quản gia đâu mỗ mỗ vội và khoát tay không chút nào coi là ngang ngược chỉ là vội vàng tìm kiếm nói trong mắt bất giác đau xót lạc vân thường ai thán một tiếng nhìn về phía gian kia đóng chặt căn phòng nhỏ sâu xa nói quấn quanh văn thường sự tình cũng đúng là như thế ai chỉ một chút một ngày hắn đều tự ra mình ở bên trong ai cũng không gặp hiện tại không biết như thế nào thực sự khiến người ta lo lắng nghe thấy lời ấy ba vị gia chủ trong lòng giật mình vội vã nhìn qua lại chính gặp thiên cương cùng tôn lệ kinh thì điên lạng canh giữ ở phòng trước nhắm mắt không nói ba người bắt giác cùng nhau run lên đuổi vội vàng hành lễ lệ lão lễ độ thế nhưng là lệ kinh thiên vị này thần chiếu đỉnh phong cường giả cũng treo cực kỳ đúng là mảy may không dành để ý vẫn như cụ yên lặng đứng ở nơi đó không nói không động ba vị gia chủ liếc nhìn nhau đều là lắc đầu cười khổ phía sau bọn họ mọi người cũng là thở sâu âm thầm tắc lưỡi cái này mẹ hắn cũng là tuyệt thế cao thủ à thực sự quá có phong phạm liền gặp ngựa hạ gia tộc gia chủ đều như thế ngư bước hồng hống hờ hứng. thế nhưng là thực sự khó có thể tưởng tượng cũng là như thế cường hãn một đại nhân vật không qua lại sẽ đối với chắc phàm mỗi một câu mệnh lệnh đều nói gì nghe nấy cô thực khó có thể tin riêng là long cửu long quỳ những thứ này cũng chắc phàm trước hết quen biết người chính là nhìn lấy hắn theo một cái không có ý nghĩa phổ thông nhân vật từng bước một đi cho tới bây giờ như vậy có thể quát thảo thiên vũ mưa gió cấp độ người trong lòng càng là một trận thổn thức đặc biệt là kiếm hầu phủ đại công tử tạ thiên thương trong mắt chấp động kích động ánh sáng càng để hắn nhiệt huyết sôi trào cùng lệ kinh thiên đồng dạng đều là võ si hẳn hoàn toàn có thể minh bạch có thể cho một cái võ si cường giả khăng khăng một mực đi theo lý do rất đơn giản chỉ có một cái cái kia chính là thực lực liên thiên cương cùng tôn lệ kinh thiên dạng này hung sát đều lấy chắc phàm như thiên lôi sai đầu đánh đó đó chỉ có thể nói chắc phàm có để hắn hoàn toàn thần phục thực lực vừa nghi đến đây tạ thiên thương trong lòng đối chắc phàm kính ngưỡng càng thêm mãnh liệt thậm chí là tức lên muốn đặt tới sùng bái cấp độ ba vị gia chủ lần nữa lẫn nhau nhìn xem về sau vẫn là từ mỗ mỗ ra mặt hướng lạc vân thường hỏi lạc đại tiểu thư chẳng biết có được không làm cho chúng ta cùng trác quản gia gặp mặt một lần có chuyện quan trọng thương lượng cái này chỉ sợ không được lấy hắn hiện tại trạng thái lúc này vẫn là để hắn yên lặng một chút nghỉ ngơi thật tốt đi các ngươi có lời gì có thể nói với ta lạc vân thường trầm ngâm một trận lần nữa thật sâu nhìn cái kia phòng nhỏ liếc một chút lại là bất đắc dĩ lắc đầu ba người bất giác khẽ giật mình lại là cùng nhau nhíu mày lại trước kia chắc phàm không tại bọn họ mới tìm nha đầu này thương lượng hiện tại chắc phàm trở về đương nhiên tìm tránh thức người chủ trì càng việc này chuyện rất quan trọng liên quan đến ba nhà an nguy bọn họ lại có thể như thế trò đùa đem quyền quyết định giao tại một tiểu nha đầu trên tay thế nhưng là lại xem xét môn kia trước trong coi thiên cương cùng tôn lệ kinh thiên ba người liền không còn cách nào khác không còn gì để nói có vị này áp sát ở đây đóng giữ bọn họ coi như muốn xông vào điều không được thế mà chính vào ba nhà người chủ trì vô kế khả thi thời khắc một đạo thon dài bóng trắng lại là bỗng nhiên từ trong đám người đi ra thả mắt nhìn đi lại chính là sở khuynh thành không thể nghi ngờ sở lâu chủ người muốn làm gì gặp sở khuynh thành muốn xông vào vào phòng đi lạc vân thường không khỏi nhướng mày đưa tay ngăn lại sở khuynh thành sắc mặt lạnh nhạt nhẹ nhàng một nhóm liền đem nàng cổ tay trắng mở ra lạnh lùng nói đây là ta cùng hắn sự tình mời lạc tiểu thư không muốn tham hòa Đón lấy, liền tiếp tục đi đến phía trước, Lạc Vân Thường quỳnh lên, lại là bất đắc dĩ. Nhưng là, Lạc Vân Thường không còn được nàng, nhưng tại nàng muốn đẩy cửa vào lúc, một cái khác trắng kiện cánh tay lại là ngăn tại trước người nàng. Lệ Kinh Thiên vẫn như cụ yên lặng hai mắt nhắm chặt, nhưng nói ra lời nói lại là chém binh chặt sắt. Không cho nghi vấn, chắc quản gia hiện tại cần yên lặng một chút, không có hắn cho phép, người nào đều không cho đi vào. Nếu không, thì đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu trong lòng bắt giác bỗng dưng du lên mọi người cùng nhau quá sợ hãi tại chỗ tất cả cao thủ ai cũng không nghĩ tới thiên cương cuồng tô lệ kinh thiên sẽ đối với một tên tiểu bồi nói ra nặng lời như thế đến cuộc thực cũng là một cái đang xen thủ bảo khú thị vệ không cho người khác có nửa bước bước vào đồng dạng bắt quá cái này cũng chính biểu hiện lệ kinh thiên đối chắc phàm trung thành tuyệt đối không khỏi là người khác một trận hầm mộ chắc phàm đến tội cùng làm cái gì thần thông có thể đem như thế một cái hung thần cột vào dây lưng quần lên đối với hắn theo lệnh mà làm trung tâm truyền nhất thật sâu liếc hắn một cái sở khuynh thành biết không phải là lệ kinh thiên đối thủ liền cũng không mạnh mẽ xông vào chỉ là cao giọng hô chắc phàm ta tìm người có chuyện quan trọng mau chạy ra đây gặp ta khác giống con rùa đen rúc đầu một dạng cháy nhỏ bên trong không ra Tê, không khỏi hít sâu một hơi mọi người nghe thấy lời ấy tất cả đều trong lòng lo sợ hiện tại chắc phàm thân phận cũng không đồng dạng bên người có tuyệt thế bảo tiêu lệ kinh thiên thủ hộ lúc này tâm tình lại không thế nào thuận nếu là chọc giận hắn thật trở mặt không quen biết bọn họ nhưng là vạn vạn chịu không được à đừng quên hôm qua hắn nhưng là nhiệt huyết choáng váng đầu óc cùng đế vương môn hạ chiến thư ai ngờ hiện tại hắn có thể hay không dưới cơn nóng giận cùng bọn hắn đánh lên có lệ kinh thiên tại châu bọn họ nhưng là là tuyệt đối đánh không lại a à. chắc phà một khi khởi sướng điên đến không để ý đại cục ác ma bộ dáng bọn họ trong một tháng này thế nhưng là kiến thức không ít lan thật khủng bố cực kỳ cùng người điên không khác bọn họ nhưng là không dám ở nơi này cái giờ phút quan trọng lên chọc hắn trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng một trận tâm thần bất định mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy căn phòng kia động tính nhưng là trong phòng kia lại không có chút nào vang động giống như chết yên tĩnh không lên tiếng bất quá một phút sau bên trong rốt cục vang lên một đạo khàn khàn giọng trầm lệ lão thả bọn họ tiến đến tốt khẽ gật đầu lệ kinh thiên đưa tay để xuống chuyển qua một bên lúc này mọi người mới có thể theo sở khuynh thành đẩy cửa phòng ra đi vào thế nhưng là bên trong cảnh tượng lại là làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người sở khuynh thành cùng là vân thương chờ nữ càng là song đồng khẽ giật mình mí mắt nhất thời phát bắt đầu nóng chỉ thấy giờ này khắc này một đạo thấp bé đầu giường trước bê hoài ngồi liệt lấy một vị nam tự tóc trắng quần áo không chỉnh tề bùi tóc rối tung hai mắt đỏ thẫm vô thần một mảnh cho tàn chi sắc hắn trong tay cầm một chỉ lớn chừng bàn tay lô đỉnh bên trong yêu kiều phát ra thuần khiết thành mang người này chính là chắc phàm lại cũng không phải là chắc phàm ai có thể nhìn thấy hắn khi nào từng có tuyệt vọng như vậy tình hình chắc đại ca lạc Văn hải giật mình nhịn không được kêu lên nhưng lại chắc phàm không có trả lời chỉ là vô thần nhìn dưới mặt đất Cho một lúc mới thì thào lên tiếng nhưng như cũ không có nhìn mọi người liếc một chút xin lỗi chư vị nếu như các người là vì hôm qua tuyên chiến sự tình mà đến đều có thể trở về vân hải tuy nhỏ nhưng là chúng ta lạc ra tương lai gia chủ hắn lời nói thì là mệnh lệnh tuyệt đối chúng ta lạc ra cuối cùng muốn cùng đế vương môn nhất chiến đến cho các người tham không tham dự tùy các người liền đi bỏ môi bắt giác lúng túng một chút ba nhà gia chủ nhìn lấy chắc phàm như thế thất hồn lạc phách bộ dáng rõ ràng cũng là bị đá kích to lớn hoàn toàn trầm luân chỗ nào còn có thể giống như nguyên lai like. làm ra chính xác lựa chọn giờ này khắc này hắn tất cả quyết định căn bản chính là hoàn toàn một bộ Avengers dân liều mạng bộ dáng tình nguyện chính mình thịt nát xương tan cũng muốn cắn xuống trên người đối phương một miếng thịt thế nhưng là cái này là hoàn toàn không khôn ngoan à tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới chắc phàm không động tình lạnh giống khối thiên nhiên hàn băng khó chơi, xử lý khởi sự tình đến, cũng là tỉnh táo giống như một cái quái vật giống như chỉ nói lợi ích, không có chút nào cảm tình. Thế nhưng là hắn một khi động tình, nhưng lại có thể hoàn toàn vứt bỏ lý trí, liều lĩnh, lại trở thành yếu ớt nhất tồn tại. Trời như có tình, trời cũng lão, cảm tình của nhiên là thanh đao mổ heo, có thể làm cho trên đời này người mạnh nhất, biến thành chán trường nhất tồn tại. Bác đắc sĩ thở dài, mọi người nhìn về phía trác phàm này lúc bộ dáng, thẳng lắc đầu, hận không tranh. Thế nhưng là một đám nữ tử nhìn lấy trác phàm ánh mắt, lại là lộ ra từng tia từng tia yêu thương. Có thể vì một nữ tử bị thương thành dạng này mới thật sự là có tình có nghĩa kỳ nam tử. Chỉ là hắn trước kia lạnh lùng bề ngoài, làm cho tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn thức tình thôi. Chắc quản gia, ngươi không thể lại như thế tinh thần xá sút để vương môn việc này. Cắt không thể hành động theo cảm tính á. Mô mỗi nhìn về phía chắc phàm lời nói thầm thía, vẻ mặt vội vàng. Chắc phàm lại là căn bản không biết nhìn nào một cái, suy cười một tiếng, hoàn toàn từ chối cho ý kiến. Sở khuynh thành trong mắt hơi động một chút, bỗng nhiên đi vào trước người hắn kéo lại hắn thủ đoạn thì đi ra phía ngoài người đi theo ta mọi người khẽ giật mình không rõ ý chắc phàm cũng là không hiểu nhưng là hắn đã không quan tâm nhiều như vậy cứ như vậy như cái xác không hồn bị sở khuynh thành lôi kéo chạy một cái lắc mình công phu thì biến mất tại tất cả mọi người trước mặt nửa canh giờ về sau sở khuynh thành lôi kéo hắn đi vào vân long thành hoa vũ lâu trụ sở một gian hương khi bốn phía trong khuê phòng chắc phàm nhẹ hư một tiếng buồn bực ngán ngẩm sở lâu chủ ngươi kéo ta tới chỗ này làm gì sẽ không phải còn muốn cùng ta tình ý kéo dài một phen à, hư hư hư, tính toán, ta hiện tại không có cái này hưng. Đột nhiên, chắc phàm lời còn chưa nói hết, lại là hai mắt khẽ giật mình, đột nhiên phát hiện. Tại cái này nhà ở một trường môi trường thích hợp lên, còn nằm khác một thiếu nữ. Nàng này ra thịt chẳng nón, hình dạng thanh thuần, lại chính là tiết ngưng hương không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, nàng không giống như là chết, ngược lại như cùng ngủ lấy đồng dạng, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Ngưng nhi thi thể, sao lại thế? Trong mắt bất giác có lại có lại, Chắc phàm đuổi bước lên phía trước xem một phen, lại là cùng người sống không khác, chỉ là một mực nhắm mắt bất tỉnh mà thôi. Mi đầu sâu nhăn, chắc phàm tiếp tục xem, lại cuối cùng tại trong miệng nàng. Phát hiện một khỏa lưới dạng rỡ hào quang minh châu, Định hồn châu. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, chắc phàm kêu lên sợ hãi, tiếp theo chính là đại hỷ. Nói như vậy, ngưng nhi còn có thể cứu, cứu phẩm linh binh, định hồn châu, nguyên thần phòng ngự trí bảo. Tại toàn bộ thiên vô cũng chưa từng xuất hiện qua, độc nhất vô nhị tồn tại là cao thủ giao chiến lớn nhất làm cho người ngấp nghé thu hộ bảo vật phạm là thần chiếu cảnh lấy phía trên cao thủ một khi chiến lên càng phát ra thiên về lực lượng nguyên thần công kích thế nhưng là có cái này định hồn châu thì hoàn toàn có thể phòng ngự nguyên thần của đối phương công kích riêng là tại nguyên thần trọng thương linh hồn tán loạn thời khắc bảo vật này còn có thể có ổn định nguyên thần ký hiệu đem tán loạn linh hồn ngưng ở một chỗ đưa đến tinh phách hiệu quả mà tiết ngưng hương tinh phách bị đoạt ba ngày linh hồn tán loạn mà chết lúc thực chỉ là nguyên thần cường độ khó có thể lại chống đỡ tiếp nặng ý thức mới khiến cho nàng buông tay nhân gian khi đó linh hồn còn chưa chưa hoàn toàn tán loạn biến mất nếu là lúc đó đem cái này định hồn châu kịp thời đạt ở trong miệng nàng liền có thể giữ được nàng nhất thời chi mạnh về sau chỉ cần lại tìm đến linh đan rượu dược để cho nàng tính phách quý vị đem duy nhất linh hồn cùng tinh phách xung hợp lại cùng nhau tu bổ nguyên thần tổn thương liền có thể lần nữa đem nàng phục sinh mà nhìn cái này tiết ngưng hương sắc mặt rõ ràng cũng là được đến kịp thời cứu chữa mới có thể ngủ được như thế an tường không xuất hiện tử khí Vừa nghi đến đây, chắc phàm không khỏi đại hỉ, nhìn về phía sở khuynh thành kích động nói. Sở lâu chủ, tạ, gọi ta khuynh thành, thật sâu khoét hẳn liếc một chút, sở khuynh thành tức giận lên tiếng. Nhưng là trong hai con người lại là mang theo nồng đậm ý cười. Hiện tại, người không xá sút đi, sắc mặt bắt ra một đỏ, chắc phàm lúng túng sờ sờ tấm kia tiểu tụy mặt mò, vội vàng đổi chủ đề. Ách, đúng, cái này cửu phẩm linh minh định hồn châu là cái gì đến? Các người hoa vũ lâu thế mà còn cất giấu như thế hi hữu đồ chơi. Đó là đương nhiên, chúng ta hoa vũ lâu tuy nhiên tại bảy nhà bên trong không tính thực lực mạnh nhất nhưng tối thiểu kinh doanh ngàn năm lâu dài có chút chấn lầu chi bảo không phải rất bình thường sao chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta chỉ có bồ đề tu căn sở khuynh thành dương dương đầu ít có lộ ra tiểu nữ nhi giống như đáng yêu dạng phần kia ngọt ngào cho dù là chắc phàm nhìn đến cũng không khỏi đến ngốc ngẩn ngơ chỉ là nàng trong mắt chỗ sâu cái kia tia đau thương chắc phàm lại là hoàn toàn không có chút nào phát giác thật sâu hút khẩu khí chắc phàm không sai gật đầu cứ như vậy liền dễ làm đến tiếp xuống chỉ cần tìm được có thể tu bổ linh hồn thiên tài địa bảo vậy liền có thể đem ngưng nhi cứu sống chẳng lẽ ngươi biết chỗ nào có thể tìm tới loại này kỳ dược mi đầu bất giác vẩy một cái sở khuynh thành cười nói chậm rãi lắc đầu chắc phàm hơi hơi nhủ nhùn vai nhưng là trong mắt lại là lấy qua một đạo về kiên định không biết nhưng là chỉ cần ngưng nhi nguyên thần bị định trụ vậy chúng ta thì có là thời gian đi tìm cho dù thiên vũ tìm không thấy thiên vô bên ngoài cũng muốn đi tìm nhìn lấy chắc phàm như thế kiên nghị thần sắc nhìn nhìn lại trên giường cái kia yên ổn ngủ xây tiết ngưng hương sở khuynh thành bất giác một trận hầm mộ nam nhân này có thể vì nàng nỗ lực hết thảy thế nhưng là không biết có thể vì ta làm cái gì đây vừa nghĩ đến đây sở khuynh thành đột nhiên nói chắc phàm người vừa định nói với ta cái gì tối ấy ta là muốn cảm ơn người không khỏi khẽ giận mình chắc phàm kỳ quái liếc nhìn nàng một cái sở khuynh thành lông mày nhíu lại cười khẽ một tiếng chỉ là cảm ơn thì xong vậy ngươi muốn làm sao tạ ấy vậy ngươi muốn ta làm sao tạ không khỏi sững sờ chắc phàm gái gái tóc trắng phơ không rõ ràng cho lắm khuế miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong sở khuynh thành khoan thai lên tiếng ngươi trước nhắm mắt lại hả mi đầu hơi hơi run run một chút chắc phàm kỳ quái liếc nhìn nàng một cái không rõ ý nhưng là tại sở khuynh thành ánh mắt dần dần biến đến hung hằng lúc lại là dọa đến vội vàng chiếu nàng nói nhắm lại song đồng trong lòng một trận bồn chồn bé con này nàng muốn làm gì trong mắt nổi lên một đạo nhu sắc sở khuynh thành chậm rãi tới gần chắc phàm gương mặt tay hắn trên mặt nhẹ nhàng mổ một miệng thân thể lạnh không khỏi đánh cái thông minh chắc phàm vội vàng muốn mở hai mắt ra nhưng là sở khuynh thành cái kia nhẹ nhàng giọng nữ lại là lần nữa vội vã tại hắn mà thôi trước vang lên khác mở ra thân thể không khỏi trì trệ chắc phàm đang chuẩn bị buông ra mí mắt lại chăm chủ đóng lại tới trên mặt lộ ra điềm tĩnh nụ cười sở khuynh thành thở sâu đem đầu chậm rái tự ở chắc phàm đầu vai khẽ nhắm hai con người thì thào lên tiếng ôn chặt ta chắc phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút không biết nên như thế nào làm việc nhưng cuối cùng vẫn chiếu vào sở khuynh thành lời nói hai tay chậm rãi ôm lên nàng thân thể mềm mại yên tĩnh tựa ở chắc phàm trong ngực sở khuynh thành trên mặt một mảnh không bằng danh lợi chi sắc Như như nói mê thì tháo lên tiếng thật nghĩ trở lại hoa vũ thành cái kia phá phòng chỉ có hai người chúng ta thời điểm chắc phàm lúc này ta không cho phép người muốn khác nữ nhân riêng là ngưng nhi chắc phàm thân thể không tự giác chấn động tiếp cái đầu vô ý thức gật gật đầu thở dài một hơi kết quả là hai người cứ như vậy cùng một chỗ nhắm hai mắt xong cầm giữ mà đứng đứng bình tĩnh ở chỗ này giống như năm đó ở tiểu phá phòng xong cầm giữ mà ngủ đồng dạng thật lâu sở khuynh thành mới mở hai mắt ra nhẹ nhàng đạn một chút chắc phàm chán cười nói tốt có thể mở mắt ra chắc phàm mở ra có chút mông lung song đồng nhìn lên trước mặt cái kia hoàn mỹ không một tí vết khuôn mặt trong lòng bất giác có chút thất lạc tựa hồ còn không nghĩ là nhanh như thế tỉnh lại ôm lấy người ngọc vòng eo hai tay cũng là vạn phân không muốn thật lâu không muốn rời sâu khuyết hẳn liếc một chút sở khuynh thành vũ mị cười một tiếng trêu đùa thế nào hiện tại không muốn à muộn chỉ này một lần, chúng ta về sau thì hoàn toàn là quan hệ hợp tác, lại không liên quan. Về sau người cùng người ngưng nhi tốt, ta kinh doanh tà hòa vũ lâu, vinh không tương giao, miễn cho lại có cái gì phức tạp chuyện phát sinh. ấy ta bản ý cũng là như thế, ha ha ha. Bắt giác cười khan một tiếng, chắc phàm núng túng gãi đầu một cái, chỉ là trong lòng lại là không lý do có chút thất lạc. Vốn là ngay từ đầu muốn cùng sở khuynh thành nhất đao hai đoạn là hắn. Nhưng bây giờ sở khuynh thành thật đáp ứng hắn yêu cầu, hắn lại là lại có chút không muốn. Ai, nam nhân thật sự là tiện à? Thế nhưng là, lão tử lúc nào thành loại này tiện nam nhân? Trong lòng một trận cảm thán, chắc phàm bắt đắc dĩ lắc đầu. Sở khuynh thành thật sâu liếc hắn một cái, chậm chậm nói. Chắc phàm, ngươi bây giờ nên trở về đi có lẽ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cứu ngưng nhi phương pháp. Không khỏi sững sở chắc phàm một đầu mơ hồ. Nhìn về phía sở khuynh thành ánh mắt vạn phần không hiểu. Nhà đầu này hôm nay đến tôi cùng làm sao, luôn thần thần bí bí. Mà lại, có thể chữa trị linh hồn bị thương linh dược, tối thiểu cửu phẩm trở lên cái nào là dễ dàng như vậy được đến chẳng lẽ nói đây bất quá là sở khuynh thành hạ lệnh chụp khách một loại lý do ân đại khái a à, dù sao đem hắn mạnh kéo đến nơi này cưỡng hôn hắn là nàng hiện tại muốn đem hắn đuổi đi cũng là nàng so với nam nhân mà nói nữ nhân càng khiến người ta không hiểu rõ trong lòng thở dài chắc phàm nắc đầu bật cười một tiếng đã như vậy cái kia khuynh thành ta liền cáo từ nói chắc phàm quay người xảy bước đi ra ngoài nhìn lấy hắn bóng lưng dần dần biến mất sở khuynh thành trong hai con ngươi hai hàng thanh lệ cuối cùng chảy ra không ngừng xuống tới hưu một đạo màu xám hư ảnh lướt qua rơi sau lưng sở khuynh thành phát ra thanh âm giả nua nhà đầu nhớ ký giữa chúng ta ước định tiểu cô nương này một khi tỉnh như vậy nơi này tất cả mọi người cùng sự tình từ nay về sau thì đều theo ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì ta minh bạch ngươi yên tâm đi chỉ cần thấy được hẳn tốt ta liền tốt khe cắn môi son sở khuynh thành khoan thai lên tiếng cái kia màu xám hư ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đấy hết thảy không một tiếng lần nữa biến mất không thấy một phương diện khác chắc phàm đi tại trở về trên đường đây đầu đều là sở khuynh thành hôm nay kỳ quái lời nói và việc làm thế mà đúng lúc này một đạo bì âm lại là đột nhiên chuyển đến hắn trong tai tiểu tử muốn cứu nha đầu kia tánh mạng à đến thành nam 50 dặm chỗ rừng rậm một lần không khỏi sợ hãi cả kinh chắc phàm lập tức mở rộng thần thức xem lại là căn bản xem xét nhìn không đến bất luận cái gì tồn tại không khỏi trong lòng hoảng hốt lấy hắn hiện tại thần thức lĩnh vực coi như thần chiếu cao thủ ở trước mặt hắn cũng tuyệt đối không chỗ che thân nhưng là là vừa vạn người kia lại có thể thần không biết quỷ không hay truyền âm cho hắn hơn nữa còn một chút dấu vết đều không có đây là như thế nào thực lực a à? vừa nghĩ đến đây lại vừa nghĩ tới sở khuynh thành hôm nay đủ loại kỳ quái biểu hiện chắc phàm cảm thấy có chút kỳ cuộc liền bất chấp tất cả trước chạy tới thành nam rừng cây lại nói dù sao người này thực lực cường hãn chỉ sợ liền lệ kinh thiên cũng khó có thể ngăn cản nếu thật muốn đòi mạng hắn lời nói làm sao cũng tránh không khỏi không bằng liền đi phỏ ước xem hắn đùa nghịch khoa chiêu gì sau hai canh giờ chắc phàm rốt cục đi vào mục đích thế nhưng là đập vào mi mắt chỉ có một mảnh xanh ngung um tưới tốt rừng rậm lại là nửa cái bóng người cũng không có đúng vào lúc này một tiếng tạt tiếu lại là đột nhiên tại hắn sau lưng vang lên hắc 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 người đến mi đầu bắt rác lắc một cái chắc phàm vội vàng quay đầu nhìn qua lại chính gặp một đạo màu xám hư ảnh trôi nổi tại hắn sau lưng bắt giác trong mắt đột nhiên co rụt lại kêu lên sợ hãi thân chiếu phía trên hóa hư cảnh không sai thần chiếu cảnh phía trên còn có hóa hư cảnh chỉ có đạt đến cảnh giới này mới có thể hồn thể tách rời cho dù thân thể tử vong cũng có thể đoạt xá trọng sinh là đem nguyên thần tu luyện tới hoàn mỹ chi cảnh cảnh giới có thể nói thân chiếu cảnh chỉ là đối nguyên thần sử dụng tiểu thành mà thôi tránh thức có thể đem lực lượng nguyên thần phát huy đầy đủ cũng là cái này hóa hư cảnh cao thủ một khi hồn thể tách rời cái này hư ảnh tất cả công kích đều là nhằm vào nguyên thần cường độ căn bản không phải thân chiếu cảnh nguyên thần trùng kích ý niệm giết người có thể so thậm chí có thể nói mạnh hơn thần chiếu cảnh cao thủ cũng không ngăn nổi cái này hư ảnh nhất chỉ chi uy bởi vì hắn một chỉ này thì có thể đưa ngươi nguyên thần xuyên phá khiến nguyên thần triệt để đánh tan nếu không có nhằm vào nguyên thần công kích thủ đoạn coi như nhục thể cường hãn nữa đối cái này hóa hư cảnh cao thủ cũng là không có nửa phần tác dụng đây cũng chính là nói hoàng phủ thanh thiên cùng toàn bộ đế vương môn đều là luyện thể cao thủ nhưng là cho dù bọn họ luyện đến thần chiếu đỉnh phong nhưng đối mặt hóa hư cảnh cao thủ y nguyên như con kiến hôi đồng dạng không chịu nổi một kích đây chính là hai đại cảnh giới khoảng cách giống như chênh lệch đây cũng chính là vì cái gì, rất nhiều người kẹt tại thần chiếu cảnh đỉnh phong, lại chậm chạp không có thể đột phá. Thiên vũ ngàn năm qua đều không có một cái nào hóa hư cao thủ xuất hiện nguyên nhân. Từ thể đến hồn, chính là biến chất, hai người tranh lệch, thực sự quá đại. Chỉ là, chắc phàm nghĩ mãi mà không rõ là, vì sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện hóa hư cao thủ. Tự hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, cái kia hư ảnh đối với hắn cười quái dị một tiếng. Phát ra tràn ngập dục vọng thanh âm, khắc khắc khắc. Chắc phàm, bổn tọa hôm nay muốn định ngươi, chúng ta tới nói điều kiện đi. Ngươi, là ai? Mí mắt hơi hơi run run, chắc phàm yên lặng nhìn lấy cái bóng mờ kia, lạnh lùng lên tiếng. Lại là một tiếng quái dị cười to, cái kia hư ảnh lộ ra một tia âm tà, thản nhiên nói. Khắc khắc khắc, kén trước quen giới thiệu chính mình, bồn tọa cũng là ma sách tông tông chủ, tá vô nguyệt. Cái gì? Hậu quốc tam tông một trong ma sách tông. Trong mắt nhìn không được co lại có lại, chắc phàm trong lòng hoảng hốt. Nghe nói cái này hậu quốc tam tông, luôn luôn chỉ bảo vệ thiên vũ không nhận ngoại tộc xâm nhập lại tuyệt sẽ không can dự thiên vũ nội bộ sự tình tựa như 300 năm trước cổ tam thông đại náo thiên vũ lúc toàn bộ hoàng thất tiểu sắp bị tận diệt cũng không thấy tam tông nhân mã xuất hiện nhưng là bây giờ mà sách tông tông chủ làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này con chỉ mặt gọi tên tìm chính mình điều này không khỏi làm hắn trong nháy mắt mê hoặc lên ngươi tin ta chuyện gì khập 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 vừa mới bổn tọa không phải đã nói á bổn tọa muốn định ngươi tiếp đó thì xem chính ngươi ra giá cái kia hư ảnh ta cười một tiếng nói chân mày hơi nhíu lại chắc phàm đã minh bạch ý hắn đổ là muốn lôi kéo chính mình chỉ là hắn làm sao cũng không hiểu, cái này mà sách tông tông chủ không để ý tới thế tục. Lại là làm thế nào biết hắn tồn tại, còn ngàn dặm xa xôi đến mời chào hắn. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Tà vô nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Người không cần kỳ quái, ngay từ đầu bổn tọa cũng không biết rõ người tồn tại, vốn là lần này. Bổn tọa là tìm thiên vũ đệ nhất thiên tài, hoàng phủ thanh thiên thế nhưng là tiểu tử kia tuy nhiên ưu tú cho dù tại bên trong tông môn cũng là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài nhưng là đã sinh du sao còn sinh lượng à người xuất hiện để bổn tọa lúc này từ bỏ hắn lựa chọn người khắc 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 người chắc là vì thế cảm thấy vinh hạnh mới đúng người thế nhưng là liều đến tánh mạng đánh bại một cái cường lực đối thủ mới có thể may mắn vào tới bổn tọa pháp nhãn á. hừ cuồng vọng khinh thường lạnh hừ một tiếng chắc phàm trong lòng từ chối cho ý kiến bữu môi lấy hắn đường đường ma hoàng nhãn giới phần ra cái nào cái tông môn có thể vào được hắn pháp nhãn bị một cái chỉ là ma sách tông tông chủ nhìn lên sao có thể để hắn cảm thấy nửa điểm vinh hạnh chỉ là cái kia ma sách tông tông chủ chính mình tại chỗ ấy ý dâm thôi còn thật đem mình làm đại nhân vật gì đã nhìn đến chắc phàm trong mắt cái kia tia thật sâu chế diễu ta vô nguyệt lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng cười to lên ha 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 tốt tốt cực kỳ bổn tọa cũng là thưởng thức ngươi cái này cùng vọng tư thái có vương giả chi phong như vậy chúng ta đổi loại thuyết pháp ạ à? bổn tọa lấy ma sách tông tông chủ thân phận Thành mời ngươi thêm vào bản tông, đến mức điều kiện, ngươi tùy tiện mở. Nhưng là có một chút, ngươi không thể cự tuyệt, bản tông chủ muốn đổ, vật, như là không thể được đến, tình nguyện hủy, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi ta đều là là ma đạo tu giả, vì tu lợi, một cái bộ dáng, điểm ấy ta rất rõ ràng. Chỉ là, ta chỗ này còn có chút việc, nhất thời thoát thân không ra. Ngươi là chỉ lạc ra à, nghĩ không ra thân là ma đạo tu giả ngươi, lại như thế trung thành. Bất quá cái này cũng không ngại, ta cho ngươi thời gian 3 năm, xử lý tốt thời gian tục vật 3 năm sau bổn tạ tự mình đến tiếp người, lấy người năng lực trong ba năm này hẳn là có thể đầy đủ có tư cách an bài tốt hết thảy nếu là có gì cần bản tông cũng có thể tận lực cung cấp trợ giúp ánh mắt không khỏi sáng lên tà vô nguyệt đề nghị này không thể bảo là không mê người đến mức chắc phàm cũng không nhịn được tim đập thình thịch đây chính là tương đương với lạc ra sau lưng có toàn bộ ma sách tông làm chỗ dựa coi như hoàng thất cũng chưa chắc dám đem bọn hẳn thế nào tại ngay sau đó cục thể biến đến giáo dục mây vần thời điểm có một cái sức mạnh như thế chỗ dựa xuất hiện không khác nào bánh từ trên trời rớt xuống Bất quá, âm hiểu sâu đàm phán chi đạo chắc phàm, trên mặt lại không có biểu hiện ra một tia kinh hỉ, ngược lại chỉ là đạm mà gật gật đầu, thở dài. Như thế tôi nói, ta còn có thể suy tính một chút. Khí tức bất giác trì trệ, tà vô nguyệt nhìn về phía chắc phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người nhà cần nhắc cái giám ạ, có thể có chúng ta mà sách tông làm các ngươi ỉ vào. Cũng không biết các người đã tu luyện mấy đời phúc khí, người nhà đã sớm cái kia đổ láo tử mang ơn làm sao nhìn qua còn tốt giống người ăn thiệt thòi một dạng một mặt sâu bi nhìn thấy hắn như vậy cố làm ra về bộ dáng tà vô nguyệt liền hận không thể đi lên quất hắn một vả đây là không tại trong tông á à. nếu là trong tông môn có trưởng lão dám to gan như thế thái độ đối với hắn hắn đã sớm một bàn tay đem bọn hắn rút đến trong lao thật tốt cho tấn một phen giống ma sách tứ quỷ cái kia bốn cái tiểu đông tây không chính là như vậy bị hắn ép vào tích lô sô bất quá đối mặt chắc phàm như thế xào trá chi đồ hắn lại là vừa yêu vừa hận như chắc phàm thật là một cái trung thực tiểu hòa tử, không có như vậy âm hiểm lời nói. Có lẽ hắn còn chứa mắt đây. Ha ha ha, tốt, ta thì thích người phần này tham lam. Càng có thực lực người, mới càng tham lam à. Vừa mới bổn tọa nói tới hết thảy, đều xem như hoàn nghe ngươi nhập tông. Tình nguyện vì ngươi làm, không tại điều kiện hàng ngũ. Tiếp đó, ngươi ra điều kiện đi. Mi đầu bắt giác vẩy một cái, chắc phàm cười khẽ một tiếng. Ta muốn ra điều kiện, ngươi không phải đã biết à. Cứu cái tiểu nha đầu kia, thật sâu so liếc hắn một cái, ta vô nguyệt đột nhiên cười to lên ha 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 chắc phàm anh chắc phàm lấy người đối hoàng phụ thanh thiên bốn người âm hiểm tàn nhẫn ta biết rõ ngươi hẳn là đại gian đại ác người nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tình thánh ác. bất quá ta hy vọng ngươi cái này đa tình mau bệnh không muốn đưa vào bên trong tông môn chúng ta ma đạo tu giả một khi dính vào cảm tình thì toàn xong ta không muốn hủy ngươi cũng không muốn hủy cả cái tông môn biết không ngay từ đầu ta vô nguyệt nhìn về phía chắc phàm còn đầy là cười nhạo chi ngôn nhưng là càng về sau ngôn ngữ liền càng lạnh như cùng ở tại cảnh cáo hắn như vậy Chắc phàm biết hẳn ý tứ, là để cho mình thủ tông quy, không động tới tỉnh, liền không sai gật đầu. Đạm mạc lên tiếng, điểm này, ta sau người rõ ràng, chỉ này một lần, về sau sẽ không. Vậy là tốt rồi, hư, một đạo tiếng sẻ gió vang, một hạt chấp động lên yêu kiều thanh quang đan hoàn. Đột nhiên hướng chắc phàm bắn tới, chắc phàm đưa tay vừa tiếp xúc với, phòng nhãn xem xét, lại là không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Cầu phẩm linh đan, hồi linh đan, không tệ, người ngược lại là rất tính mắt, bổn tọa không có nhìn lầm người hơi hơi gật gật đầu tả vô nguyệt thản nhiên nói cái này hồi linh đan có thể chữa trị tổn thương linh hồn gia cố tinh phách phòng ngừa nguyên thần tán loạn đối với hóa hư cảnh tu giả tới nói xem như khác một cái mạng mười phần chân quý cho dù là bổn tọa cũng chỉ có cái này một khỏa mà thôi bây giờ ra nó cho ngươi chứng tỏ bổn tọa thành ý hy vọng ngày sau ngươi có thể vì tông môn hiệu lực không phụ bổn tọa hành động hôm nay vừa dứt lời cái kia hư ảnh một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại chắc phàm hai mắt sáng rực nhìn chăm chú lên viên kia đan hoàn trong mắt tất cả đều là hừng hực ngọn lửa hy vọng hít thật sâu chắc phàm một tay nắm chặt đan hoàn liền bỗng nhiên hướng hoa vũ lâu trụ sở chạy tới rất nhanh tại chỗ có hoa vũ lâu đệ tử ánh mắt kinh dị bên trong thì lại xâm nhập sở khuynh thành trong khuê phòng thế nào đã tìm được giải cứu ngưng nhi chi pháp sao sở khuynh thành tựa hồ sớm có chú ý nhưng lấy chắc phàm thở hồng hộc chạy về đến không khỏi tiếng cười khẽ nói thật sâu lết nhìn nào một cái chắc phàm nhíu mày thản nhiên nói ngươi có phải hay không đã sớm biết tà vô nguyệt sẽ tìm tới ta tà vô nguyệt hắn là ai trong mắt bắt giác run run sở khuynh thành đầy mắt nghi hoặc chắc phàm mìn chăm chăm nàng gặp nàng không giống làm bộ trong lòng cũng là có chút kỳ quái tả vô nguyệt là ma sách tông tông chủ làm sao người không biết hắn vậy sao người sẽ chắc chắn ta nhất định có thể rất mau tìm đến giải cứu ngưng nghi chi pháp có người nói cho ta biết bất quá cái này người ta không thể nói cho người hắn là ai người cũng không muốn hỏi sở khuynh thành cười nói nhưng bây giờ tốt nhất là ngưng nghi rốt cục có thể cứu hắn cái gì đều không trọng yếu không phải sao thật sâu gió xét nàng rất lâu chắc phàm trầm ngâm một chút khẽ gật đầu cười nói ngươi nói đúng chỉ cần ngưng nhi có thể được cứu vớt lão tử coi như kỳ cái khế ước bán thân lại có gì to tát ha 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 không khỏi cười lớn một tiếng chắc phàm vội vàng đi vào tiết ngưng hương bên giường đen nàng đỡ dậy lấy ra trong miệng định hồn châu đen nàng tinh phách một lần nữa đưa nhập thể nội về sau mới lại cho nàng ăn vào hồ linh đan chỉ một thoáng một cố vô hình ba động tại cạnh giường phồng lên từng trận pha trộn gọn sóng tại ngưng nhi trên thân thể một trận dập dờn bốn phía linh khí cũng là mãnh liệt hội tụ hướng nàng tiến nhập thể nội tái tạo lấy linh hồn nàng chắc phàm thở dài một hơi mặt hiện vẻ vui mừng cứ như vậy ngưng nhi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại thế nhưng là hắn không có phát hiện là ngay tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ nhìn lấy tiết ngưng hương dần dần khôi phục lúc một bên sở khuynh thành lại là chăm chú nhìn khác phương hướng trong mắt tản ra vô hạn quyến luyến khuynh thành ngươi khiến người ta đi thông báo ngưng nhi người nhà à ta nhìn nàng lập tức muốn tỉnh hẳn là sẽ rất muốn gặp mình thân nhân chắc phàm đối sở khuynh thành đạo nhưng một đôi mắt nhưng như cũ nhìn chằm chằm tiết ngưng hương chưa từng di động sở khuynh thành cười khổ một tiếng đầy miệng chùa xót gật đầu nói tốt ta à? ta khiến người ta đi thông báo người nghi đến thật là chu đáo à không biết những lời này là chân ý vẫn là nói mát sở khuynh thành tại sao cùng nửa câu sau lên cắn rất nặng nhưng là chắc phàm đã bị tiết ngưng hương khôi phục kích động xấu lại không có chút nào nghe ra một chút khác biệt chỉ là liên tục không ngừng gật đầu khuấy miệng cười đến đều nhanh liệt đến cái ót sở khuynh thành thầm than một tiếng đi ra ngoài Đại khái một phút sau, tiết ra ba đời cùng nhau đi tới nơi này. Con có tạ thiên dương cũng là đầu đầy mồ hôi đuổi ở đây. Tất cả mọi người nhìn lấy đã đang rung động ngón tay ngưng nhi, không khỏi đều một mặt kích động. Đầy nước mắt, thoạt đầu bọn họ nghe nói ngưng nhi còn có thể cứu, còn có chút không tin. Không có tình phách người, đâu còn có thể cứu đến. Bắt quá sở khuyên thành nhất định muốn mang đi ngưng nhi thi thể, mọi người không dám ăn trở. Trong lòng cũng có một tia lấy ngựa chết làm ngựa sống hy vọng, liền cũng liền thuận theo nhưng vạn vạn không nghĩ đến chết mấy cái gần một tháng người thế mà còn có sống lại cơ hội điều này không khỏi làm bọn họ hạnh phúc đều nhanh ngắt đi ngưng nhi là bọn họ cả nhà bảo bối nàng có thể sống tới đối bọn hắn tự nhiên là một loại lớn lao hạnh phúc chắc phàm cũng là một mặt kích động cười đến cùng đứa bé đồng dạng mà như vậy thoải mái nụ cười hắn mặc dù là người hai đời cũng không biết từng có lúc kích động như thế cười qua ông tổ nhà họ tiết tiết định thiên thật sâu liếc hắn một cái về sau do dự nửa ngày cuối cùng nhẹ nhàng cước bộ đi vào bên cạnh hắn thấp giọng nói Chắc quản gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Chắc phàm bắt giác sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng nhìn nàng là ngưng nhi ra già phân thượng, liền hơi hơi gật gật đầu, cho hẳn cái mặt mũi. Theo hắn rồi đi. Thế nhưng lạ, hai người vừa mới ra đến cửa phòng 10 mét bên ngoài. Tiết định thiên thân thể liền bỗng nhiên trì trệ, sau đó bỗng nhiên sai người. Binh một tiếng cho chắc phàm quỳ xuống đến, nước mắt tuôn đầy mặt dập đầu nói. Chắc quản gia, cầu ngài buông tay đi. Thân thể không khỏi bỗng nhiên lắc một cái. Chắc vào một mặt rất là kỳ lạ mà nhìn xem mặt đất lão đầu này, thật lâu không nói. Hắn đây là, coi ý tứ gì?